Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không, một chương trình mà Thùy Minh có dịp cứ cuối tuần thì sẽ ngồi trò chuyện với một khách mời mà Thùy Minh tin là cái hành trình trong cuộc đời của họ thì đôi khi là cả một sự trải nghiệm dù ngắn dù dài và sẽ giúp mọi người một chút gì đấy. Nó không giống một cuộc trò chuyện với những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nhiều hơn là cái cuộc thủ thỉ tâm tình bên một cái ly cà phê ở một quán cà phê. Hôm nay chào mừng một cô gái thì mình đã dõi theo rất là lâu nhưng mà gần đây mới có dịp làm bạn. Chào mừng Châu Bùi đến với Have a Sip. Phải cười một tí đã. Chào chị Thùy Minh và chào tất cả khán giả của Have a Sip. Mình là Châu Bùi. Nhưng mà tại sao cười nào? Có nhắc Không, đến tại vì thật ra là nếu như mà em với cả chị Minh mà chưa bao giờ gặp nhau cơ không? thì em nghĩ là Sẽ nghiêm túc hơn sẽ à? nghiêm Sẽ... túc hơn. Vì chị em mình tự nhiên gặp nhau cũng chỉ có 2 lần thôi, nhưng mà 2 cái lần đấy đều là những cái câu chuyện sâu. Hai lần như là bằng 2 năm người ta hiểu nhau, cho nên là giờ hơi buồn cười một tí. Không biết là hôm nay là chị sẽ hỏi gì em. Em không biết là chị còn cái gì tò mò về em. Còn, tất nhiên là còn trong cái setting mà phỏng vấn, thực ra là cái khó nhất của Thùy Minh trong việc làm show Have a Sip đấy là vừa giữ được cái kết nối giữa với mình và cái người bạn của mình, nhưng mình cũng nghề này của mình cũng thế, mình biết rất là rõ là mình có ekip quay xung quanh đúng không, và mình biết là có khán giả ngồi nghe. Cái khó nhất là giữa những cái filter, những cái dường như là có những cái ranh giới như thế mà mình lại kéo gần nhau hơn. Nhưng mà để chia sẻ là tại sao là gần đây lại là chia sẻ sâu, là bởi vì cái thời điểm này khi mà chương trình phát sóng thì cũng gần đến cái ngày mà có offline yêu lành. Mọi người cũng đang rất là chờ đợi sự có mặt của thầy Minh Niệm. Thì cái chuyến đi mà lần đầu tiên nói chuyện sâu của thầy Minh và Châu là đi lên gặp thầy Minh Niệm, Dạ đúng đúng. không? Và đúng là trong một cái gọi là không khí yêu lành đấy, thì có nhiều cái chia sẻ. Nhưng mà quay về đúng với format của Have a Sip mà không phải yêu lành ấy, thì mình sẽ hỏi là Châu đến đây thì Châu uống gì, và đồ uống thì nói gì về Châu? Cười, bạn cười. Hôm nay thì em đến đây là gọi trà gạo rang nóng. Lý do là bởi vì sáng nay em uống cà phê rồi. Sáng nay sau khi mà dậy thì thường là buổi sáng là lúc nào cũng sẽ là một cốc cà phê sữa đá, uống xong rồi làm gì thì mới làm. Đấy thì sáng nay đã uống cà phê rồi, chứ còn bình thường á là chắc chắn là buổi sáng sẽ phải cà phê đã. Có thể là ngày xưa là em là một ngày là sẽ 2 3 cốc cà phê bình thường. Và một phần nữa là vì hôm nay là biết là mình nói chuyện á, thế là trà gạo rang thì sẽ giúp cho em bớt líu lưỡi. Thì chỉ có lý do thì thôi. Còn bình thường khi mà uống cà phê buổi sáng á, là em rất là vui. Là em sợ em vui quá. Mà vui quá thì nói chuyện sâu thì em hay nói nhanh. Mà em nghĩ là khán giả thì sẽ muốn là mình nói từ từ để họ nghe hơn. Thì mình nghĩ là mình cứ là mình thôi. Không, Mình mà nói nhanh thì sẽ có những người nghe nhanh. không. Không, thật ra là bình thường có những lúc mà em xem lại video của em á, em nói nhanh quá đến mức mà em không có kiểm soát được. Em còn không hiểu là em đang nói gì. Tại vì khi mà em vào cái trạng thái mà em suy nghĩ và nó cứ diễn ra liên tục là em sẽ nói ngay những cái gì trong đầu em ra. Và em biết là đôi khi về em mới nhận ra là có những cái thứ khác nữa em muốn nói, mà chỉ cần em chậm lại một xíu thôi thì em sẽ biết sắp xếp nó tốt hơn. Còn có thể nói là mình cũng biết một phần nào đó cái điểm yếu của mình, thì trà sẽ giúp cho em cái việc đấy. Thì mình sẽ hỏi kỹ thêm một chút là cái thói quen mà quay lại ngẫm nghĩ về những cái việc là mình nói nhanh này, hay là mình nói hơi khó hiểu này. Em đã luôn là một cô gái như thế, hay là công việc dạy em điều đấy? Em nghĩ là em đã luôn như thế từ trước đến nay. Ví dụ như là em làm bất cứ một cái gì xong thì em đều sẽ xem lại. Em biết là có một số người là sẽ không bao giờ xem lại những cái gì mình đã làm, nhưng em thì sẽ xem rất là kỹ. Và em thì trong đầu em chỉ nghĩ là ok, mình phải xem để xem là có cái gì mình tốt hơn được không. Thì đấy là cái suy nghĩ duy nhất. Tại vì cái cảm giác mà ồ, mình biết cái này mình chưa tốt, xong mình sẽ cố gắng để nó tốt hơn á, thì nó rất là hấp dẫn với em. Thì như ngày xưa là những cái video đầu tiên của em trên YouTube, là lúc nào nói chuyện em thế này nào, thế á, là em làm cái gì mà khi mà em tự nhiên và em bất ngờ quá, em là, thế á, và cái mắt em nó rất là trợn lên. Và em không hề biết cái điều đó. Nhưng mà đúng thật là với một cái người em đặt mình là khán giả, khi mà xem mà cứ
thế á? Xong là ủ vậy hả? Mà lúc nào mắt cũng trợn lên thì em nhận ra là ồ, nếu mà mình là khán giả thì mình cũng thấy là nhiều lúc cái cuộc nói chuyện mình bị để ý vào mắt cái bạn này quá. Thì em nhận ra là ớ, nếu mà mình thay đổi được cái này thì nó cũng tốt. Mẹ em góp ý với em là trời ơi, con nói chuyện con bất ngờ là con hay trợn mắt quá. Sao mình nhìn trong gương mình thấy là thế á? Và thôi không, có một số những thứ thì mình có thể là giữ nó, nhưng mà cái nào mà mình cảm thấy là mình thay đổi được và tốt cho mình thì em nghĩ là thay đổi. Ngày xưa cũng thế, ví dụ như là em nói cái gì là em cũng rất là luyến thắng. Một phần là vì năng lượng em quá là nhiều, đặc biệt là buổi sáng uống cà phê xong rồi mọi thứ vui quá thì em nói cái gì cũng rất là nhanh đó. Thì xong rồi em nhận ra ok, cái này cũng là một cái thứ mình có thể cân bằng được. Thì chung là cái gì mà làm được tốt hơn thì mình sẽ làm. Mình nhắc đến, khi mà Châu nhắc đến cái việc là mình phải nghĩ đến khán giả ấy, nó làm cho thì mình nhớ đến cái nhận định mà trong cái show Have a Sip này mình nói, mình nhắc đến rất nhiều lần. Và đến cái thời điểm này thì mình sẽ thay đổi một chút, tại vì có một cái nhận định rằng là Gen Z, những người trẻ, lúc nào họ sống cũng như đang đứng trên một sân khấu. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ rằng là không phải là Gen Z mà là tất cả chúng ta. Gần như là chỉ trong một cái việc nhỏ mà Châu nhắc đến là mình về mình nghĩ lại những cái việc đã xảy ra và mình thử xem là mình có cái gì làm tốt hơn không, thì nó đã kèm hai mục đích rồi. Một là cho chính mình, đúng không? Nhưng mà một phần cho khán giả. Chứ mình hiểu rất rõ cái điều này bởi vì mình đã từng sống trong một cái thời mà nó không có mạng xã hội. TV cũng là một cái sự lựa chọn, tức là nó rất là mới mẻ với Thùy Minh. Nhưng mà khi nào mà bây giờ nhé, cái camera mọi người sẽ thấy là thậm chí mình không biết bao giờ nó on, tại vì là cái màn hình nó phía sau mình, cái monitor nó phía sau mình. Nhưng hồi xưa ở đài ấy, TV là bao giờ cái lúc mà nó on, tức là máy nó được bật thì nó có một đèn đỏ rất là to, là mình sẽ có một sự lựa chọn là mình biết khi nào mình lên hình. Nhưng bây giờ thì mình sẽ thấy là mình có thể lên hình bất kỳ lúc nào. Lúc nào cũng là một cái cuộc sống 360 độ và mình luôn có khán giả. Mình không thể biết. Và cái điều này với Thùy Minh thỉnh thoảng nó thực sự là mệt mỏi. Nhưng mà Châu thì Châu là một trong cái ngành mà cái đấy là một lợi thế. Các em có bao giờ mà bị hơi ngay từ đầu cuộc trò chuyện thì không phải quan trọng quá, nhưng mà em có cảm nhận được cái điều đấy hay không, và nó có thay đổi cái cách em suy nghĩ và sống hay không? Thật ra thì em cũng nghĩ là nhiều người nói với em là như thế có mệt không ấy. Nghĩa là mình luôn luôn phải nghe xem là khán giả nghĩ gì và mình thay đổi. Thì bên trong em thật sự của em ạ là thật ra là không phải cái gì khán giả nói em cũng thay đổi. Có là trong 10 comment đi chẳng hạn, thì mình về mình xem là cái nào mình thấy là mình thay đổi được và mình muốn thay đổi thì mình thay đổi. Còn có một số những cái thứ thì mình nhận ra là ý kiến của mọi người, nhưng mà mình có cái lý do khác để tại sao mình làm cái đó. Thì em nghĩ là nó vẫn về là mình, nghĩa là thực sự là mình thấy cái điều đó nó hợp lý hay không. Khán giả là một cái người giống như em nghĩ là người ta gợi ý cho mình là đây có những cái điều này, chứ họ không phải là một người bắt mình phải thay đổi. Và em vẫn nói với cả gọi là mọi người xung quanh em á, mọi người hay nói em lắm. Thì em nói là mình chọn cái nghề này, nếu mình nói là tôi cứ thích làm gì mà tôi muốn và khán giả muốn nói gì thì khán giả nói, em không nghĩ đấy là một cái người hợp với nghề. Vì rõ ràng là mình sẽ không bao giờ đến được một ngày như hôm nay nếu mình không có khán giả. Nên là nếu mà nói là cứ sống theo mình thì không đúng. Mình chắc chắn là cần khán giả, mình chắc chắn là cần những cái ý kiến xung quanh. Cho nên là em vẫn sẽ tìm một cách nào đó để mình cân bằng, mình chọn lựa và mình xem là cái gì thay đổi mà tốt với mình thì tại sao lại không. Em vẫn luôn luôn suy nghĩ như vậy. Và em cũng không thấy nó quá là có một cái gì đấy mệt mỏi với các em cả. Thật sự là không mệt mỏi. Hoặc là mọi người nói là ơ, thế thì chắc là Châu nó hợp nghề này. Nhưng mà có nghĩa là em rất là thấy là mình thay đổi tốt hơn trong rất là nhiều năm. Và nếu như mà có nhiều người hỏi là làm thế nào mà thật ra em vẫn là Gen Z. Em vẫn là Gen Z. Thì em ở giữa đúng không? Em là lúc định nghĩa đúng không? Em là Gen Z. Đấy, thì làm thế nào mà kiểu có những cái suy nghĩ hay là mình làm được những cái hành động kiểu gọi là gần hơn với cả những người mà như kiểu những người bạn xung quanh em thì khoảng tầm cũng tầm trên 30 rồi, thì em lại nói chuyện rất là hợp với cả họ. Thế em nghĩ là đôi khi cái sự thay đổi của mình nhanh chóng
cái việc mình lắng nghe và mình không bị cảm thấy quá là kiểu cái tôi mình quá cao ấy, nó giúp mình trưởng thành lớn hơn và nhanh hơn. Thì cái định mức lắng nghe đấy nó đến đâu? Mình nghe xong rồi em cũng nói là em có một cái bộ lọc là cái gì mình thấy cần thiết. Thế thì cái phân định làm thế nào mình biết là cái này là cần thiết? Có một cái comment, chị cũng phỏng vấn một bạn Gen Z khác nói một cái ý mà đúng là sau đấy mình nghe nhiều mình thấy nó đúng thật. Ví dụ như là thực ra là cái comment nó chỉ gây ra cái sự xáo trộn khi mà nó rất là giống với cái sự tự phê bình của chính mình. Tức là nó chỉ đau lòng, đúng không? Nó chỉ đau lòng khi chính mình cũng đang phê bình cái đấy. Tức là cái bộ lọc của mình nó cũng được thiết kế khá là ổn rồi. Mình không thể tiếp nhận ồ ạt được. Mình chỉ tiếp nhận chính vì cái sự mà cứ tự phê bình bản thân mình. Em là người có phải như thế không? Cũng không hẳn. Hay là có hẳn. Ví dụ như là cái việc mà em nói với chị đi, là em nói chuyện rất là nhanh và em trợn mắt vào ngày đầu tiên chẳng hạn. Em không hề cảm thấy, trước đấy là em không hề biết cái việc đấy là gây khó chịu. Nhưng mà khi khán giả nói, khi nhiều người nói, khi mẹ em nói, bắt đầu em mới ngồi em đặt mình làm khán giả. Mình không phải là Châu nữa, mình là khán giả, mình xem. Nếu mình là khán giả, mình có thuyết phục bởi một người nói quá nhanh, họ không kịp sắp xếp ý của họ không? Thì câu trả lời của em là không. Vậy thì tại sao mình không thay đổi? Thì đấy là những cái câu hỏi nó sẽ xảy ra trong đầu em. Ví dụ có những comment bảo em là con bé này lùn thế, bé tí. Em ơi, chả hiểu sao, hoặc là kiểu không thể làm thời trang này nọ. Thì em sẽ nghĩ là thay đổi được không? Đúng là mình rất là thấp bé, nhưng thay đổi được không? Bố mẹ mình sinh ra mình như vậy, chân chỉ có từng đấy thôi. Thay đổi được không? Thì câu trả lời là không thể thay đổi. Vậy thì trong đầu em sẽ suy nghĩ là ok, đây sẽ là cái điểm đặc biệt của mình. Nếu mình quá hoàn hảo, không có cái gì để nói, thì em nghĩ là mình sẽ không bao giờ vượt qua được chính mình và không bao giờ có thể ảnh hưởng được đến những người theo dõi. Mình phải là một người là thấp một tí nhưng vẫn làm được thì mới có câu chuyện. Thì em sẽ biến nó thành chính cái điểm mạnh của em. Và đến về sau này rồi ạ, ngày đầu tiên khi mà em bị trêu, em hay cũng hơi buồn, kiểu ông con bé này ở ngoài thấp lắm, buồn lắm. Cũng hơi buồn. Nhưng về sau này ạ, ai hỏi em thì bảo là ở ngoài em thấp lắm nhở, ở ngoài em lùn lắm nhở, là em làm cho nó vui hơn, nó buồn cười hơn. Cuối cùng là khi mà mọi người thấy là Châu nó tự lên mạng nó nhận mình lùn, thì còn cái gì mà để nói nữa, thì mọi người cũng chả nói nữa. Và về sau rồi thì mình chứng minh được cái việc là lùn mới đặc biệt. Thì đấy là toàn bộ câu chuyện của em. Đêm về khóc thôi ước gì chân tôi dài. Mấy đứa lùn về đêm hay khóc lắm. Không, thì mình rất là hiểu cái gần đây nhiều khi cũng mình cũng rất bất ngờ là một cái danh sách rất là đơn giản giữa việc là những việc mình có thể kiểm soát và thay đổi được với những việc mình không thể kiểm soát thay đổi được. Gần đây thì mình mới học, bao nhiêu năm mình cũng thích kiểm soát mọi chuyện, mình muốn là và cái đấy nó khiến cho mình rất là khổ ấy. Bây giờ quay về đến thế mạnh của Châu, tất nhiên là thôi em thử kể ba thế mạnh của em đi cho chị hỏi thế. Ok, thế em nghĩ xem nhỉ. Thế mạnh đầu tiên là lùn. Thấp. Cho nên là em chưa bao giờ nghĩ là mình là một cái người mà quá đẹp. Em chưa bao giờ nghĩ thế. Và từ nhỏ đến giờ là người lớn đến nhà em á, kiểu bạn, bố mẹ này nọ hay bảo chứ, ủa, khổ thân con bé này nhỏ, vừa đen vừa thấp, không như hai chị. Còn lúc nào ngày bé là em cũng hay bị nói là không đẹp ạ, là không xinh bằng hai chị. Nên là từ nhỏ đến giờ là chưa bao giờ em gọi là tự mãn về bản thân cả. Và đối với em nó thế mạnh. Tại vì lúc nào em cũng sẽ cố gắng là mình đi tập nhiều hơn. Mình học cách mặc làm sao cho tôn dáng mình hơn. Mình làm sao mà để cho mình thông minh hơn. Để gọi là bù đắp lại. Tức là lúc nãy em cũng nghĩ là mình là bù đắp lại cái vẻ bề ngoài của mình. Và em đến giờ em nghĩ lại thực sự thế mạnh. Còn nếu mà em tự tin từ nhỏ, lúc nào cũng được khen là ô con bé này xinh quá, ô con bé này cao quá, thì có lẽ là em không động lực như bây giờ. Lùn. Thế mạnh. Nhỏ con và quá nhỏ con. Thứ hai thì em nghĩ là em khá là hiểu mọi người. Ví dụ như là em nói chuyện với mọi người xung quanh thì em đều rất là được hấp dẫn ấy, và em rất là đồng cảm.
Tại vì em cũng thấy là nhiều người xung quanh em thì khi mà mọi người nói chuyện, mọi người hay kiểu không hiểu tại sao nói cái này nhỉ, không hiểu tại sao con bé lại sống với kia nhỉ. Nhưng mà em thì rất là hiểu, mình có được một cái sự đồng cảm nào đó với những cái, cũng không hẳn là cái nỗi đau, nhưng mà một cái nỗi niềm nào đó của mọi người. Và một số nỗi đau thì em đồng cảm được, và em rất là thương, em rất là thương họ. Thì có lẽ là bởi cái thương đó với của em mà em có được rất là nhiều người thương mình. Em nhận ra thế, là mọi người cũng rất là thương em khi em có vấn đề gì đó. Và khi mà em hỏi là em rất là may mắn, em nói em rất là may mắn, là không hiểu tại sao những cái lúc mà mình khó nhất ấy, thì đều là có những người xung quanh đến với mình và họ làm cho mình tốt hơn. Em không hề biết tại sao, cho đến khi mà bạn bè em đều nói là bởi vì mày đã từng làm như thế với tao. Em mình thời gian vừa rồi khi mà ở nhà 1 tháng ấy, em mình nghĩ lại những cái chuyện này mới thấy là ok, biết ơn. Biết ơn cả những cái gì mà mình đã trải qua và những cái gì mà hơi đau một tí, để bây giờ mọi người nói thì mình hiểu được. Cái thứ ba thì trong đầu chưa có cái gì cả. Chân thành đi, là mình chưa nghĩ ra cái gì. Dạ. Chị nhắc đến thì mình sẽ nhắc đến một cái điều, một cái thế mạnh mà truyền thông rất hay nhắc đến, Dạ. thần thái. Thì là mọi người có thể nói rằng là không phải là chiều cao, không phải thế mạnh của Châu Bùi, nhưng mà cái việc mà em xuất hiện một cái là cái sự ấn tượng và thần thái của em thì nó chiếm lấy ngay lập tức. Đấy, nên chị cũng muốn là hỏi là khi em nhắc nghĩ đến chữ thần thái và cái tâm trạng của em khi em bước ra bắt đầu có máy ảnh ở trong một cái sự kiện đúng không, thì chị thì lúc đấy trong đầu em nghĩ gì và cái gì thì nó xây dựng lên cái thần thái đấy? Em cứ bảo là không biết là hôm mai chị Minh hỏi gì, có gì mà mình chưa từng nghĩ đến không. Đúng là có thật. Chị nói thì em mới thấy một cái ý, là có những cái thứ mà mọi người khen về mình ạ, em lại không không nhớ đến nó nhiều lắm. Không tập trung với nó nhiều lắm. Thì thần thái đúng là mọi người nhắc đến nhiều thật. Thì bây giờ em sẽ nói là chỉ là em khi làm nhá, em cũng không biết tại sao nó có cái đấy đâu. Tại vì có rất là nhiều cái phỏng vấn hỏi em là làm thế nào để có thần thái. Em kiểu hả? What? Em không biết cái đấy, nhưng mà chỉ là đúng, em có một cái khá là hay, không biết là hay hay không. Nhưng mà bất kể là em đang có chuyện gì, chỉ cần em bước ra một chỗ mà có mọi người xung quanh, có camera, có khán giả, là em không còn một xíu gì những cái chuyện cá nhân trong đầu, là em trở thành một người khác hẳn luôn. Và cái tâm trí của em bước vào là ok, mình đang đến đây có những ai, mình muốn mình là gì, mình muốn mình đến đây là một người rất tích cực vui vẻ, hay mình muốn đến đây mình là một người điềm tĩnh, mình có thể nói chuyện sâu, mình muốn lấy cái gì bên trong mình ra trong cái buổi trò chuyện này, mình sẽ lấy Bảo Châu hay mình lấy Châu Bùi thời trang. Thì đấy là cái suy nghĩ của em trước khi em bước vào một cái sân khấu nào đó. Cho nên là không bao giờ em nhớ đến bất cứ một cái gì đang xảy ra trong đầu mình, kể cả nó có hỗn loạn thế nào đi nữa. Không hẳn là chỉ là sân khấu, mà ví dụ như là em ở nhà đi, chỉ cần mọi người make up đến, bước vào nhà một cái là em đã hello. Không phải là em cố tình gì đâu, không phải là em cố gắng giả vờ đâu, mà tự nhiên khi ai đó bước vào nhà thì đột nhiên là em biết là ok, đây là cái người ta đến đây để mình tôn trọng họ. Mình không cần thiết là mình phải mang những cái nỗi niềm của mình với một người ta đang đến đây để người ta make up đẹp đẽ cho mình. Thì đấy là cái em luôn luôn nghĩ là như vậy. Và đột nhiên là trong đầu em một cái là nó sẽ chuyển ra đúng một cái trạng thái là tôn trọng những cái gì người ta đang mang đến cho mình. Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái lúc mà những người bạn đến với em vừa mở cửa là nước mắt chảy, vì em biết là họ đến đây để lắng nghe em. Có những lúc mà người em chỉ cần gõ cửa một cái là nó không phải làm nũng đâu, mà tự nhiên mình biết là ai đó sẽ vào đây và hỏi mình là sao thế, em ổn không, là tự nhiên mình nghĩ là ồ, mình sắp phải nói cái không ổn của mình ra rồi. Thì em bắt đầu cảm xúc nó sẽ ào ạt ra. Thì em nghĩ là tùy vào cái người đến, cái người mình đối diện, mình sẽ trao lại đúng cái năng lượng mà người ta cần. Thì đấy là cách mà em tôn trọng những người xung quanh. Thế thì mình sẽ đặt ở trong cái tình huống nó cụ thể hơn là khi em đúng không, với cái một trong những cái nghề chính của em là fashionista, đi những cái sự kiện thời trang. Em mô tả chị chưa bao giờ được đi. Em mô tả chị là khi em bước vào
Và thực ra ở Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay những người có những cái cơ hội như vậy. Lúc đấy trong đầu em nghĩ gì? Thật ra là nếu mà nói là 10 lần thì có phải là 10 lần mình rất là nhiều năng lượng hay không? Thì chắc chắn là không. Tại vì mình đi một quãng đường xa như vậy, và những cái ngày đầu tiên cơ, em còn chưa có tiền ấy, và chưa có ekip đi theo á, là mình có những cái chuyến mà sang Mỹ mình đi một mình. Thì nếu mà để nói là mình vừa make up, vừa làm tóc, vừa quần áo, vừa là đồ, xong rồi vừa là khách hàng đang đứng ở ngoài đợi, xong rồi rộng một list những cái việc phải chụp, một list những cái việc phải quay, rồi là có người sẽ ở ngoài trả lời phỏng vấn, hỏi phỏng vấn cho mình, rồi rất là nhiều thứ như thế, thì hỏi là cái tâm trạng của mình thế nào, thì thực sự là em rất là sợ, em rất là bối rối. Và cái sợ là vì ngày đấy em mới chỉ có 17, 18 tuổi. Em sợ là một cái người đại diện của Việt Nam đi đến đó và là không tốt, em thấy xấu hổ. Thế nên là nó rất là căng thẳng. Mọi người sẽ nói là ok, kệ đi, cứ vui thôi, làm được đến đâu thì làm. Không, chưa bao giờ tâm trạng của em mà làm đâu mà làm. Em mà đã làm mà làm, phải làm đỉnh, làm tới, chứ không bao giờ là làm cho xong. Đấy là cái tính của em. Và cái tính đấy cũng làm cho em căng thẳng hơn trong rất là nhiều lần. Tại vì đúng là cái khả năng của mình không thể nào làm bằng 7 người. Từng đấy việc cần 7 người, nhưng mình muốn là mình phải làm được hết, thì cái căng thẳng nó sẽ nhiều hơn. Nhưng một cái điều kỳ diệu nào đó, chỉ cần khách hàng gõ cửa, ra xe thôi, là bước ra xe một cái là đột nhiên tâm trạng của em nó sẽ đổi là ok, đây là tất cả những gì tôi đã cố gắng. Tóc chưa xong, make up chưa xong, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, hết mức rồi. Và bây giờ là đại diện Việt Nam là phải bừng sáng. Cái quan trọng nhất, thần thái. Là mình bước vào đây, mình không phải là những cái nỗi lo là những nỗi lo mình chưa làm xong, vì nó không thay đổi được. Mình không thể nào mà đi về phòng mình làm tóc tiếp. Ok, coi như là không thay đổi được. Cái gì có thể thay đổi được bây giờ là tâm trạng của mình. Đại diện Việt Nam một mình làm được những cái việc này là tốt lắm rồi. Bây giờ chỉ cần tự tin bước vào là mình đã tốt rồi. Thì đấy là những cái bước đầu tiên của em. Thì sau rất là nhiều đó như thế, về sau này nếu mà có chạy 10 show, em cũng không thấy mệt bằng cái lần mà em đi một mình đấy. Cái sức chịu đựng của mình, cái giới hạn của mình nó đã được vượt qua rồi. Nó vượt qua nhiều lần, cho đến khi mà đi nhiều show hơn, nhưng mà em thấy là ekip của em đang rất vất vả. Mấy bạn trong team em khóc suốt. Em nhìn mọi người, em bảo là ok, mọi người ai cũng vất vả ở đây. Mình nhìn lại cái khoảng thời gian đầu tiên của mình đi một mình, mình muốn cái nào hơn? Chắc chắn bây giờ vất vả hơn một tí, nhưng mà có đông người bên cạnh vẫn ok hơn. Đó, thì đây là sau này rồi. Thì thật sự là em phải nói là cái giới hạn nó đã đi qua. Và đấy là lý do mà mọi người nhìn cái lịch trình ấy, team của em vẫn nói là ok không nhở? Châu ok không? Châu chắc không? Và chắc, chơi. Em bảo chơi là sẽ chơi được. Và em biết là cứ đến có máy ảnh là em thành con người khác. Nó là trend. Nó là trend. Khi mà Châu chia sẻ thì mình cũng nghĩ là sẽ có một tuýp người như vậy đấy. Là họ, thì mình cũng chứng kiến một trong những người bạn thân của mình đã từng phải làm những cái live show hát rất là nhiều. Thì mình vẫn nhớ là gặp bạn ấy cái buổi trước cái ngày live show đấy, là bạn ấy nói là bạn ấy bị cảm và nhiều khi hơi tắt tiếng luôn ấy. Nhưng bạn có nói là chỉ cần ngày mai khi mà đứng ở trên cái show đấy thì mọi sự sẽ bình thường lại. Tức là một cái sự, cái sức mạnh về tinh thần nó điều khiển ngược lại cái thể chất của mình. Và hôm nọ cũng nói với một cũng câu chuyện này. Và mình nghĩ là nếu mà ai đấy có thể phân tích một bài luận về việc này thì có thể nó sẽ giúp rất là nhiều người, đúng không? Bởi vì rõ ràng bằng kinh nghiệm, chia sẻ riêng một chút là chị cũng là một người mà chị rất là không thích đứng lên sân khấu để dẫn. Đến mức độ là khi mình thấy cái kinh nghiệm mình đủ nhiều rồi, mình dừng cái việc dẫn sân khấu lại. Mình yêu thích cái việc trò chuyện kiểu một một như này hơn. Và trước mỗi lần mà phải đứng trong cánh gà thì mình luôn mong là cái show này nó bị hủy, tự dưng có ai đấy tắt cầu dao cái gì đấy, kiểu nó không diễn ra. Tại vì mình luôn cảm giác mình không sẵn sàng. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình phải bước ra thì là cái đầu mình nó là một người khác. Chính xác. Và cái ánh đèn nó chiếu vào mình thì bây giờ chỉ có mình thôi. Và đây là cái game, kiểu game on đấy. Thì nó là một cái kiểu mình cứ hay nghĩ là có thể nó bẩm sinh ư. Tại vì nó là một cái cách mà mình, từ lúc mà mình lớn lên mình làm việc nó là như vậy.
Và gần đây thì được trò chuyện với anh Hùng Văn Ngô, là anh một anh make up, anh chuyên viên trang điểm rất là nổi tiếng, ngôi sao Hollywood ấy. Dạ. Thì anh ấy cũng có nói một cái ý mà Châu vừa nhắc đến, là những cái lúc đấy tất cả những vấn đề của mình gạt nó đi. Dạ. Tại vì mình không cần dùng đến những cái đấy. Những dạ. cái đấy nó không bao giờ nên là lúc này chỉ có mình một cái phiên bản tốt nhất của mình đi ra. Đấy, thì chị không biết là phải bao lâu thì em học được cái điều đấy không? Thật ra cái việc em học này nó đến từ đúng một ý thôi, là cuộc đời luôn là lựa chọn. Trong từng khoảnh khắc thì mình đều có lựa chọn. Và cái lúc mà mình bước ra sân khấu và cái lúc mình bước đến một cái mối quan hệ, mình có lựa chọn là mình mang tất cả những cái tốt đẹp nhất của mình đến và mình sẽ nhận được cái tốt đẹp. Hai là mình mang những cái còn giang dở, còn sót lại của mình trong cái tâm trạng của mình đến một cái mối quan hệ hay đến một cái sự kiện. Cái mình nhận được chắc chắn nó cũng sẽ như vậy. Mình không mang tròn đầy lựa chọn. Em luôn luôn nghĩ nó là lựa chọn. Ví dụ như chị nói một cái ý hay, rất nhiều lần em nghĩ là hủy được không nhỉ? Không biết là hôm nay có vấn đề gì hủy không? Được không? Không biết là hôm nay có vấn đề gì hủy không? Mình cảm giác mình chưa chuẩn bị sẵn sàng xong. Nhưng mà đúng vào cái thời điểm bước ra sân khấu, nghĩa là gì? Mình không còn lựa chọn. Mình đang trên đường bước ra sân khấu rồi. Lựa chọn duy nhất của mình là: một là làm tốt, hai là mang những cái gì còn vương vấn vào và làm không tốt, không nói được, thần thái kém, và khán giả sẽ thấy là không được tôn trọng hoặc là không được trọn vẹn trong cái buổi này. Thì tất nhiên là em sẽ lựa chọn là cái gì tốt nhất. Giống như là một trong cái mối quan hệ cũng vậy, kể cả bạn bè, em cũng sẽ như vậy. Mọi người thì hỏi là như thế thì có phải là giả không? Em bảo là không. Đối với em thì là không. Vì một cái người bạn, để đến cái thời điểm mà mình sẵn sàng để chia sẻ hết, thì mình cũng phải biết là người ta có sẵn sàng để lắng nghe hay không. Nên là vào cái ngày gặp mặt đầu tiên hay những cái buổi đầu tiên, họ chỉ có muốn nghe chuyện vui thôi. Mà mình mang đến cái mặt: ôi, hôm nay, sáng nay chồng nói thế này, con nói thế kia, hay là tất cả những cái chuyện đấy, người ta chưa có sẵn sàng để nghe, người ta chưa có đủ hiểu mình để người ta nghe, hay là người ta cũng không có cái năng lượng đó. Thì em luôn luôn chọn cách là ok, mang cái gì đẹp nhất, rồi từng bước đến khi mở lòng. Kể cả trong những cái mối quan hệ cũng vậy. Lựa chọn. Thì mình cũng nghĩ là cuộc sống này là một sự lựa chọn. Và có những cái điều đơn giản nhất, theo kiểu là nếu mình không cho đi hết lòng ấy, thì làm sao mà mình nhận lại được ấy. Cái đấy nó là đúng là một cái phương trình gọi là, ai mà chẳng biết là phải là 1 cộng 1 thì mới bằng 2 được. Nhưng mà mình luôn cố gắng trong đời mình là mình muốn hack là tôi không cần phải làm nhiều nhưng mà tôi vẫn kiểu đạt được. Thì mình nghĩ là đến một cái cuối tuần này cũng là tuần kiểu chị 40 tuổi đầu 4 mình mới thấy là có những cái điều đơn giản nhất trong cuộc đời mọi người ạ. Nhiều khi vào lúc 16, 17 tuổi mình đã được nghe rồi. Yeah. Nhưng mà chỉ có thời gian mới chứng minh cho mình thấy những cái nguyên lý cực kỳ cơ bản. Và cuộc đời này không có một bí mật nào cả. Đưa ra cái tốt nhất của mình thì sẽ nhận được cái tốt nhất. Chính xác. Và cái việc là cái khó hơn là ok, làm thế nào bạn biết đây là cái tốt nhất bạn có thể offer và đưa ra. Em nhìn lại cái hành trình của em, và nếu chọn ra 3 cái cột mốc biến em thành cái phiên bản bây giờ thì sẽ là gì? 3 cột mốc. Cột mốc đầu tiên, em vẫn nghĩ là thời gian mà em ở gia đình. Cột mốc thứ hai. Tại sao cái cột mốc đấy quan trọng? Cột mốc đầu tiên là ở với gia đình quan trọng là bởi vì tất cả những cái tính kỷ luật của em, cái mà không con gái lắm của em là do bố em dạy, bố mẹ em dạy. Tại vì ở nhà em rất là rõ ràng mọi thứ. Ở nhà là có luật ở nhà. Khi nào mà đi ra nhà thì hãy được phá luật. Nhưng mà chị biết là khi mình ở nhà 18 năm, mình đã sống vào một cái luật rồi. Đến khi mà mình được đi ra ấy, mình đâu có phá luật được đâu. Em thấy em giữ y nguyên những cái gì bố em dạy. Và mình chỉ có là mình tin hơn thôi. Mình được kiểm chứng là những cái gì bố mình dạy là đúng. Thì em vẫn nghĩ là may mắn với em là vì bố em dạy những cái thứ mà em thích nữa. Chứ không hẳn là cái điều gì bố mẹ dạy thì khi mà mình đi ra ngoài đời mình ngẫm lại nó cũng đúng. Nhưng mà hoàn toàn đến bây giờ em vẫn coi bố em như là kiểu, em vẫn nói là người hùng.
Có cái gì em nhớ nhất mà bố đã dạy? Bố em có một cái bức thư gửi cho em khi mà em vào Sài Gòn. Tại vì lúc đó là em nhất định là em sẽ xin xa gia đình và em hứa là sẽ làm được. Bố em lo lắm. Thứ nhất là em là con gái út và cái tính của em quá là mạnh và không sợ là em không kiềm chế được á. Thì bố em mới viết em một bức thư. Bố em không có dặn dò gì hết, không có nói gì, ok con đi. Nhưng mà đến khi mà em đi rồi, bố em gửi bức thư. Thì trong bức thư đấy là tất cả các nỗi niềm của bố. Và có những cái câu mà bố nói, ví dụ như là hãy luôn là chính mình. Đừng bao giờ chạy theo những thói đua đòi. Không có thực ở ngoài kia. Không bao giờ được chịu cho làm những cái việc mà không được làm điều xấu, không được đàn áp, không được chứa tất cả những cái gì mà điều răn ấy chị và ông, có nghĩa là điều răn luôn. Và mình sợ. Bố viết như thế thôi, mình cũng biết là bố rất là lo cho mình. Và mình không tài nào có thể phụ lòng bố. Và cái cách bố viết đó, nó làm cho em thấy là bố rất là lo cho em. Và vì cái lo đó mà mình quyết tâm là sống chết cũng không để bố mẹ lo. Em cảm giác như là kiểu em đi làm hàng ngày là hay cứ nói bố lên sẽ rất là hay khóc. Nhưng bây giờ chắc bố có hết lo không? Đỡ lo nhỉ? Tự lo. Thế là bố em bây giờ là khi mà nói chuyện với bạn bè á, là đều nói là rất tự hào. Thật ra là kiểu bình thường bạn bè em á vẫn nghĩ là em không bao giờ khóc. Mọi người nghĩ là em rất lạnh lùng và không bao giờ khóc. Cái điều mà em khóc thì rất là ít người biết. Và thật ra là em rất là dễ xúc động. Và Lúc đặc biệt chị gặp là em khóc nhiều mà. em khóc nhiều. Tại vì sao? Vì toàn nói vào những cái chuyện mà thực sự em sẽ khóc. Còn những người và bình thường thì em sẽ không hay nói những cái chuyện mà để em khóc. Thì gia đình là một cái chuyện mà em rất là dễ khóc. Thì bây giờ bố đã hết lo. Nhưng mà cứ cứ mỗi lần mà em thấy hoang mang là em sẽ mở bức thư ra đọc. Mình biết là trong cái quãng đường đi này nó sẽ phải có khó khăn. Và chắc chắn bố em cũng dạy em là cái khó khăn mình phải bước vào và phải bước ra được. Thì chắc chắn là con sẽ lớn hơn. Ngày xưa em vẫn luôn luôn là một cái đứa mà trả lời phỏng vấn ấy. Buồn cười lắm, những cái bài phỏng vấn đầu tiên của em. Xong người ta bảo em là Châu ơi trả lời hiền quá. Em bảo là tại vì trong đầu em chả có gì khác cả. Em trả lời thật trong lòng em ấy. Và em thấy cuộc sống em rất là màu hồng. Màu hồng mà. Xong rồi qua mấy năm thì bắt đầu cuộc sống nó muôn màu hơn. Và đúng như những cái gì mà bố em dạy là phải đau, phải vào những cái khó khăn và phải bước qua được nó thì mình sẽ mạnh hơn. Thì mỗi lần hoang mang em đều đọc lại cái bức thư đó. Đến giờ thì cái tính lớn nhất trong em mà em ảnh hưởng từ bố á là kỷ luật, là chiến đấu và phải sống tốt. Thì đấy là những cái điều mà bố em luôn luôn rèn cho em từ nhỏ. Và đến bây giờ ví dụ như là bạn trai em chẳng hạn sẽ hỏi là tại vì những cái lịch sử quá khứ hai người khá là khác nhau. Thật ra nếu mà em không có gia đình, không có bố em nghiêm như thế, em rất là nghịch. Và chắc chắn trên mạng sẽ có rất là nhiều thứ về em. Tại vì em nghịch mà, em sẽ thích đi chơi. Nhưng mà từ nhỏ em luôn luôn bị kìm ở nhà. Em đâu có được đi chơi. Nên là cũng chả có được đi chơi đêm, chả có được. Cứ cho không 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 có một cái gì hết ạ. Chị chia sẻ điều này nhé. Chị phát hiện ra là phía sau một cô con gái mà tính mạnh một chút sẽ luôn có một ông bố. Đúng không? Bố chị à, bây giờ nhá, chị 40 tuổi, hai con nhá, chị nói cái này rất nhiều lần luôn. Đi đâu 9 giờ tối vẫn phải về nhà. Không, khi mà ở nhà ấy, tức là luật của bố là như thế, và mình không cần biết là mình làm vương làm tướng ở đâu nhá, khi về nhà là theo luật của Chính bố xác đấy. luật. Và chị cũng là một người mà mình biết ơn cái điều đấy. Trước đấy trong lúc mình còn nhỏ tuổi, mình thấy rất là khó chịu, lúc nào mình cảm giác như là mình muốn bung ra. Thế nhưng bây giờ mình mới hiểu là à, cái sự bung đấy là chính là cái năng lượng của mình ấy.
và thực ra là cái nền móng nó càng vững chắc thì về sau cái bung của mình ấy nó càng có kiểu cái sức bung nó tốt hơn rất là nhiều. Đúng. Nên là bây giờ khi mà chị có con ấy thì rất quan trọng tính kỷ luật, tức là có những thứ không làm là không làm nhá. Còn nó là một cái sự thử thách với sự tự do đấy. Tại vì cái tự do nếu mà ngay lập tức đã đưa ra một cái sự thoải mái tự do, nó không có giá trị gì. Cái sự tự do nó chỉ có giá trị khi mà nó trong cái khuôn cực kỳ vững. Nhưng có vẻ như em cũng pick up cái thói quen viết thư của bố em. Đúng. Ôi, chị nói mới thấy chuẩn. Bố em rất khó nói. Bố em không phải là một người mà bố yêu con ở trước mặt thế này. Nhưng mà khi viết thư thì thôi rồi luôn. Lượm ơi, viết thư là 10 người đọc thì 10 người khóc. Tại vì đúng là không nói được, nên là tất cả những cái nỗi lòng là viết vào bức thư. Và bức thư của bố em gạch xóa rất là nhiều. Sống như thế à, sớm thôi các bạn ạ, các bạn sẽ thấy phiên bản viết thư kèm gạch xóa mà lại còn được kiểu highlight ở trên sóng, hay treo ở sóng tivi. Bây giờ không phải sóng tivi nữa, nhưng mà được highlight luôn. Sao cứ vừa khóc lại vừa cười là sao nào? Trời ơi. Rồi đến cột mốc thứ hai đi. Chị cũng nghĩ là gia đình thật là một cái nền móng vĩ đại cho mỗi người. Cái sự mạnh yếu của họ, cái cá tính của họ. Và thực ra là nếu bạn đang có một nền tảng gia đình vững chắc thì mình cảm giác như nó giúp bạn, nó là cái kim chỉ nam, nó cái la bàn giúp bạn nhiều thứ trong cuộc đời khủng khiếp luôn. Đúng rồi. Giai đoạn 2. Nhiều giai đoạn nhớ thế nhở. Nghĩ đến khoảnh khắc đi sẽ dễ hơn. Một cái gì mà em nghĩ là thay đổi, đã thay đổi cuộc đời em. Nếu không có cái khoảnh khắc đấy thì sẽ không có em. Rồi em nghĩ là cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên em đi Fashion Week. Ở cái Seoul hả? Seoul Fashion Week 2016 đúng không? 2017 ấy. 17. À không, 16. Không, à, không đâu? Đúng rồi, em nhớ một cái khoảnh khắc rồi. Khoảnh khắc là lần đầu tiên mà em đi show Louis Vuitton Cruise 2018, nhưng mà hình như là đi vào 2017. Em nhớ rồi. Tại vì sao? Vì hôm đấy em khóc quá trời luôn. Tại vì trước đấy thì khi mà mình ở Việt Nam á, mình làm thời trang thì đương nhiên lùn bé vẫn là những cái từ đó. Khi mà mình mới 17, 18 tuổi, mình nói là mình không bị ảnh hưởng thì cũng không hẳn. Mình nghe mình cũng nghĩ là chắc là thôi cứ làm thôi, chả biết có được hay không. Nhưng mà chắc có thể mọi người nói đúng, mà có thể là mọi người không nói đúng. Thôi cứ làm, là không có một cái gì mình dựa vào, không có một cái hình mẫu nào là cứ là thấp bé vẫn làm được. Lại không có một cái gì để em dựa vào. Thật hoàn toàn lúc đó là mình đam mê, mình thích và mình cứ làm. Mình không có nghĩ một cái gì là mình có làm được đến khi mình được đi show nước ngoài không, hay là mình có được ai công nhận không, mà hoàn toàn nó rất là thuần khiết là mình thích. Và em yêu cái cảm giác ấy lắm. Không vì bất cứ một cái mục đích nào, nó thực sự là mình thích. Mình thích là mỗi ngày mình vào cái tủ quần áo mình cắt cái này, mình mặc cái kia, xong mình thử cái váy này, ôi không đẹp nhờ, mình cắt cái đi. Xong mình bảo ôi hay là cái váy này có làm được cái áo không, xong mình lại buộc nó lên đây. Xong rất là nhiều những cái thứ làm cho mình cảm thấy là đầu mình được sáng tạo hơn, mình được nảy số hơn. Xong mình cảm thấy là mình được công nhận chính mình, mình tự thích bản thân mình hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy rất là quý giá với em. Và em không thể ngờ được là chính cái việc mình ngây thơ, mình thuần khiết về cái đam mê của mình như vậy, nó đưa đến việc khán giả yêu thích mình và những hãng thời trang lớn để ý đến mình. Đấy là cái một cái việc em chưa bao giờ đó trong cái list của em là em phải đến cái điểm đó. Và nó đến với mình một cách tự nhiên. Và cái ngày đầu tiên khi mà em đi show của LV, em nhận lời ấy là mình là đại diện Việt Nam đi show. Lần đầu tiên influencer Việt Nam mình có một người đi. Em kiểu không phải là vui đâu, mà là không tin vào sự thật. Và cảm giác nó em không có biết tả ra sao ạ. Là ô thế à? Thế à? Xong rồi cả team em gọi là Châu ơi, ô Châu ơi. Em bảo hả? Thế à? Là rất là hoang mang và không hiểu. Và quá sức tưởng tượng về em. Và khi mọi thứ nó đến, và khi mà mình đến đến show rồi, nó vẫn không tin là thật. Và ngồi trong show thì xung quanh mình là những influencer thế giới mà ngày xưa chỉ có follow ở trên mạng thôi. Xong nghĩ là ui đẹp thế, không biết bao giờ, không nghĩ đâu, mà chỉ ui có cái mạng người ta mặc được cái đồ này này. Xong mình học, chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình ngồi cạnh họ, hay là chưa bao giờ nghĩ là mình gặp họ và họ ngồi cạnh mình.
sẽ nghĩ là wow, đại diện Việt Nam ngồi cạnh mọi người này, chắc là mình cũng ok đấy, chắc mình nên tự tin bản thân mình. Thôi lúc ấy trong bắt đầu người mẫu bước ra, nước mắt em chảy. Trời ơi, nó buồn cười lắm luôn đấy. Có nghĩa là tất cả mấy đại diện khác nhìn em ấy, chắc họ không hiểu là em bị làm sao đấy, mà em kiểu vậy xấu hổ nên vậy. Đấy, kiểu như thế. Như lúc nãy á, là kiểu không dám khóc to quá, nhưng mà xúc động vô cùng. Và sau cái lần đó thì em được củng cố cái niềm tin. Và sau cái lần đó thì em nhận ra là mình thật sự không thể sống một mình. Mình không thể nào mà tự tin vào bản thân mình nếu không có cái sự công nhận từ những người xung quanh. Ít nhất là phải một người. Và những cái điểm khó khăn nhất, ít nhất là chị mình nói là không, sẽ làm được. Bạn mình nói là mày sẽ làm được. Rồi đến cái khi mà kể cả không ai tin là em làm được, thì một hãng thời trang lớn họ mời mình, họ chính là một cái thứ nói cho em là em làm được. Nên là em luôn luôn nghĩ là mình không nên nói là mình không cần gì. Mình rất cần. Mình rất cần cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Không hẳn là cái việc là mình chạy theo một cái thứ gì đó, mình được mời đến một cái show, nó là vinh dự tất nhiên rồi. Nhưng mà cái sâu hơn bên trong em, nó là mình đã được củng cố là mình làm được. Thì đấy là cái cảm giác rất là tuyệt vời của một cái người, một cái cô bé 17-18 tuổi mà còn đang hoang mang về chính mình. Và những người xung quanh em khi mà nhìn em, thật ra em biết là khi mọi người nói là mày sẽ làm được, mà vì mọi người đang an ủi em, mình cảm nhận được cái năng lượng ấy chứ. Mọi người sẽ kiểu trời ơi, nó mặc có quái dị quá không nhở. Nhưng mà ừ, trông hay mà. Mình cảm nhận được chứ, đúng không? Mình cảm nhận được là người ta không tin mình. Hay là khi mà cái người photo chụp cho mình chẳng hạn, chụp ra chứ em có nên thay cái áo không? Thì những cái đấy mình sẽ biết là ồ, người ta đang không tin vào mình. Nhưng khi mà có một hãng người ta mời mình, thì mình biết là đây rồi, cái sự ngang bướng của mình khi mình theo một cái thứ nó hơi quái dị so với những người xung quanh. Mọi người nói quái dị, đã có người công nhận mình. Thì lúc đó là bụp, ok, em được thở phào một xíu. Thì đấy cái giai đoạn mà gọi là củng cố niềm tin và cái đam mê của mình. Và đấy là giai đoạn em nói là đam mê thuần khiết, không vướng bận bất cứ là một cái mục đích nào. Giai đoạn 3 là giai đoạn trước một tháng vừa rồi. Thì em vẫn luôn nói là mình là một cái người mà trong 9 năm em chưa có thấy mình nghỉ một ngày nào cả. Kể cả trong team của em sắp xếp cho em một ngày chủ nhật để nghỉ. Thật ra là một ngày chủ nhật đó là em đang ngồi trước gương em tập nói chuyện. Em sẽ tự tạo câu hỏi phỏng vấn trong đầu em và em sẽ tự nói chuyện lại, vì em cảm thấy là em chưa đủ. Và em rất là thích cái cảm giác nói chuyện mình ấy, là em sẽ hỏi là bạn cảm thấy thế nào. Trong cái câu bạn nói thì tôi vẫn còn thấy một ý, tôi chưa thấy ok. Em sẽ tự chất vấn em như thế. Nhưng mà em rất thích cảm giác đó, tại vì em khai thác được những cái thứ rất là sâu bên trong em mà em không nghĩ là em đang vướng mắc. Nhiều khi mình trả lời phớt qua, và mình trả lời vì mình sợ nói sự thật. Những cái bài phỏng vấn, có nhiều bài phỏng vấn em sợ, em rất là sợ là không biết mình nói cái này không phải là sự thật, mà là mình sợ mình nói cái gì đó mà để khán giả hiểu lầm ấy, nên mình phải sắp xếp rất là nhiều. Còn khi mình nói chuyện của mình ấy, là tôi nghĩ gì tôi nói hết. Và mình sẽ nhận ra là có một số những cái suy nghĩ bên trong mình không tưởng tượng được. Thì chủ nhật thường là em sẽ ngồi em nói chuyện với mình. Sau đó em sẽ phải học một cái gì đó. Ví dụ em thấy em thiếu cái này, thiếu cái kia, em sẽ ngồi em học. Xem sẽ ngồi em xem lại xem là ồ, có cái gì tuần tới mình phải làm không. Gọi là rất là nhiều thứ. Thì thường em vẫn chưa bao giờ em cảm thấy là mình được nghỉ ngơi cả. Hay là có những cái lúc mà em ở trên xe, em cũng thấy chị Minh từng nói, trên xe là cái thời gian tuyệt vời nhất để mình suy nghĩ. Tắm cũng suy nghĩ, đánh răng cũng suy nghĩ, tắm cho hai con cún cũng là thời gian để em suy nghĩ. Và em nhận ra là mình chưa bao giờ mình thực sự để cái đầu mình nghỉ ngơi cả. Thật ra là trong cái thời gian khoảng tầm 2-3 năm này này, thì em bắt đầu em nhận ra là mình cứ tưởng là mình nghỉ, nhưng mình không hề nghỉ. Cái đầu mình luôn luôn chạy. Và khi mà chạy nhiều quá, dopamine nó bị đi ra nhiều quá, và mình cảm thấy mình sung sướng với cái những cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình làm được nhiều thứ trong một ngày quá, thì đến tối nó sẽ sập. Cái này hôm trước em và các chị Thùy Minh cũng nói chuyện với thầy Minh Niệm.
thì đến thường là lúc nào cái trạng thái của em là ban ngày em rất là nhiều năng lượng và đến tối thì em rất hoang mang. Hoang mang đến cái mức mà em không biết tại sao em hoang mang. Hoang mang đến cái mức mà em không dám nói là em hoang mang. Tại vì nói thật là buồn cười. Ai đó hỏi là sao thế? Tao không biết tao làm sao mà tự nhiên tao cảm thấy chán đời quá. Thì chị với một người hay kiểu lý luận như em ấy, thì em tự cảm thấy cái câu giải thích đấy của em nó bất bình thường. Mình khó chịu thì mình phải nói là tại sao mình khó chịu. Em tự nói thế và em tự không dám nói ra với những người xung quanh em là tại sao em lại có cảm giác đấy. Và em luôn luôn không hiểu tại sao. Rồi cho đến khi mà em nghĩ là à chắc là ai cũng như vậy, thì đấy là cái trạng thái tồi tệ nhất của em. Mình không biết là mình có vấn đề và mình tưởng là tất cả mọi người xung quanh đều như vậy. Và mình tự cho rằng nó bình thường và mình không tìm cách giải quyết nó. Thì khoảng tầm vài năm nay khi mà bắt đầu em để cái ngày chủ nhật của em ấy là ngày không nghe nhạc, không điện thoại, không máy tính, không tivi, không một cái gì hết. Em không vui luôn. Và tự cho mình vào một cái trạng thái nó hơi chán một tí thì thấy nó cân bằng. Thế nó chỉ hơi chán trong cả ngày thôi, chứ nó không đến mức là ôi vui quá xong rồi lại vui quá lại Nó không bị hai cái trạng thái nó đối nghịch nhau như vậy. Em hiểu là ok, hình như là có một cách nào đấy khác. Thì bắt đầu là em duy trì cái ngày chủ nhật của em là ngày không ai được phép, đừng ai làm gì em, đừng ai gọi gì em, tại vì em sẽ tắt máy. Em thấy em ổn hơn. Rồi đến cái tháng vừa rồi, một cái tháng vừa rồi thì em phải nghỉ ngơi một thời gian là bởi vì sức khỏe của em thực sự đã không tốt nữa. Và cũng là nhờ cái chuyến mà đi cùng chị lên gặp thầy Minh, em nhận ra là mình thực sự phải nhìn lại bản thân mình. Không phải là nhìn lại trong một ngày chủ nhật, mà là mình cần nhìn trong một tháng nữa. Có một cái thứ mà em thấy rất là kỳ diệu là em không chỉ còn thấy em ở trong công việc nữa. Trước nay thì em thấy là Châu tốt thế nào, thành công ra sao, đang cố gắng hàng ngày thế nào là nhìn bằng cách là Châu trong công việc. Chuyên nghiệp không, có làm tốt không, có tốt lên không, có làm được cái này làm cái kia không, thì đấy là Châu. Thì đấy mới là cái mà em nhận định về em. Còn khi mà em nghỉ một tháng thì em nhận ra em là trong sức khỏe của em. Em là trong người yêu em. Em là trong cái vườn cây nhà em. Và em là trong hai con cún nhà em. Trước nay mình luôn thấy là nếu mình làm việc không tốt, nghĩa là mình đang không tốt. Khi mà một tháng mình nghĩ sâu hơn thì mình thấy là không, mình làm mọi nhiều thứ hơn. Như thầy vẫn nói, em phải em mới nghiệm được chị ạ. Em nghiệm được mà em khóc vì em hạnh phúc quá, là em nghiệm được cái điều này. Em nghĩ được cái điều này mà em hạnh phúc vô cùng. Nghĩa là mình, người yêu mình vui, người yêu mình hạnh phúc, mình là một phần tạo nên cái việc đó. Mình nên tự hào. Hai con cún nhà mình về nhà vui, mập, ú, xong một lúc nào mắt cũng cười, nằm ngửa lên ngủ, là vì mình đã dành tình yêu cho hai đứa nên hai đứa nó mới vui như vậy. Nghĩa là mình cũng là một phần, cái thành công của mình cũng là một phần là mình làm cho những người xung quanh mình vui. Em nhìn cái vườn cây này em thấy ô, mình chăm được cây ra trái, mình ok chứ. Mình cũng biết chăm cây, mình biết chăm vườn, mình cũng là một phần để tạo nên nó, chứ đâu chỉ là mình là trong công việc đâu. Không, và em cũng nhìn thấy là mình là một phần của sức khỏe. Mình đã quá mức với nó rồi. Mình đã để đến mức mà nó xin mình dừng lại. Và đấy là một cái yếu đuối bên trong em. Và em biết là ok, trong những cái phần tốt đẹp thì có một cái phần yếu đuối, là cái phần mình ở trong sức khỏe. Cái Châu sức khỏe đấy đang kêu gào mình là xin hãy bảo vệ em. Thì tháng vừa rồi em nghĩ là em đã làm tốt. Chúc mừng nha. Thế sau cái một cái tháng đấy là em vui lắm, thật sự. Không thể nghĩ là mình có thể vui như thế. Và
Đúng như là thầy nói một câu là mình không còn cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng mình vẫn nghĩ. Khi mà Châu nói thì mình suy nghĩ là cái cuộc sống của mình đã gồng biết bao nhiêu những cái giá trị. Mình cứ nghĩ là mình chỉ được định nghĩa và mình chỉ làm tốt nếu làm những cái việc này như Châu nói, như trong công việc. Thì mình cũng là một người bị nói là, ví dụ khi mình nói đến một cái kế hoạch ở ẩn chẳng hạn, sang một cái hòn đảo xong ở, xong mọi người bảo không làm được đâu, vì là suốt ngày đi làm việc, suốt ngày nghĩ như thế thì làm sao mà có thể làm được, đúng không? Và mình cũng không tin. Nói về câu chuyện niềm tin, mình cũng không tin vào cái điều đấy cho đến khi mình làm được. Tại sao mình phải là ừ, nhưng mà đúng rõ ràng là nó vừa giống một cái thở hắt ra, vừa giống một cái là có vẻ như là những cái gì nó nặng ở trên vai mình, nó không nặng nữa, mình không phải gánh vác nhiều cái trách nhiệm mà người khác bảo mình phải làm nữa. Nhưng mà nó cũng là một chị cũng chúc mừng Châu cái cột mốc này, bởi vì là em có một cái buồn cười nữa là sau khi mà em trở về cái trạng thái bình thường á, thì những người bạn em khi mà gặp em, họ bảo chứ thấy chưa, bảo rồi thấy chưa, cho đến cái lúc này chưa thấy chưa. Mọi người rất là sung sướng vì đã thấy em như thế này. Em không có nói gì cả, tại vì tính em thì nói chung là ai mà nói gì, mọi người nghĩ gì thì em bảo ok. Khi đến khi nào mọi người hỏi em là thế với cái ý nghĩa đấy thì mình có muốn nói gì khác không thì em mới nói. Còn một ai muốn nhận gì hay là ai muốn chỉ trích gì em bảo ok. Thế nhưng mà cũng có một cái mà em thấy là cũng nên nói, đó là em thấy, nhưng mà nó nên phải xảy ra như vậy. Nó phải xảy ra như vậy thì em mới thấy. Còn không thể nào mà cái lúc mà em đang cảm thấy em đang có rất là nhiều giá trị để em cống hiến, em đang là một cái đại diện mà em cảm giác là em có thể làm một cái niềm tự hào trong cái ngành nghề của mình, và em rất là quan tâm đến cái người theo dõi của em, và em tin vào cái sự cố gắng. Nếu mà mình không cố gắng thì làm sao mà mình vượt qua được cái giới hạn bản thân. Thì như Châu nói là rõ ràng là em cũng đã cố gắng, và thậm chí là mình có nhiều khi mình bị một cái linh cảm là tôi chỉ có thời gian này thôi, tôi đang được thời. Và thực ra ở một cái độ tuổi như chị nhá, là chị phát hiện ra cái thời nó đến rất nhiều lần. Cứ mình cứ làm việc thì là có thời. Chính xác. Còn nếu mà mình có những cái lúc mà mình cũng cứ mướt mải, mình đi dẫn thật nhiều show, một cái show đông như thế này, xong ngày hôm qua mọi người cũng hỏi một câu là cái show đông nhất dẫn là mình nhìn đến một cái sân vận động mình ở thì 50.000 người, đúng không? Nhưng mà đấy nó cũng chả phải định mức gì cả, tại vì là đấy, nhưng mà hồi đấy thì cứ miệt mài, tại vì cứ sợ cái ngày mình dừng lại thì người khác sẽ chạy vượt qua mình. Thậm chí là chị cũng biết cái cảm giác của việc là khi mà gõ Châu Bùi ở trên Google, em có gõ thử không? Châu Bùi chiều cao? Không. Bây giờ Châu Bùi chiều cao là cái nhiều nhất mà. Cái bài báo bây giờ hiển thị nhiều nhất là tại sao Châu Bùi vắng mặt tại tuần lễ thời trang Milan. À thế à? Đấy. Đấy, một tháng vừa qua. Và chị nghĩ cái điều đấy thậm chí còn đẹp hơn cả việc là đây là những hình ảnh Châu Bùi. Tại vì rõ ràng là khi mình ngừng lại mọi người vẫn nhớ, đúng không? Và cái đấy là cái kể cả sự vắng mặt cũng là một thành tựu. Wow, có nghĩa là em còn không dám search, tại vì em không nghĩ là mọi người sẽ như vậy á. Có nghĩa là trong một tháng vừa qua thì em chỉ đơn giản nghĩ là đã là detox thì detox hết, không có một cái gì tiêu cực hay là có cái gì mình phải suy nghĩ. Và em vẫn còn nghĩ là nếu mà mình search ra những cái mà kiểu có thể là mọi người nói không hay về mình á, cho nên là thôi không đọc. Nhưng mà nghe này thì em thấy vui á. Thì thế, chị thấy mình toàn à? Là hứ. Okay, mọi người lúc lại những ảnh cũ đã đăng. Nên là chị nghĩ là đấy, đôi khi là cũng không phải lo lắng quá. Nhưng quay về một cái định mức là mình nói là ok, bây giờ mình nghỉ được bởi vì mình đã từng cố gắng. Thế giả sử như mình không cố gắng, đã chưa cố gắng lắm, mình vẫn nghỉ thì có được không? Thì bây giờ lại quay về những gì chị em mình vẫn hay nói, sự lựa chọn. Em không biết là mọi người ra sao, em nghĩ là em biết cái lựa chọn của mình. Nếu như em đang làm một cái gì đó mà em muốn nghỉ thì chắc chắn là cái lựa chọn của em nó phải lớn hơn cái lý do em nghỉ. Ví dụ như là trong cái thời điểm này, thật ra em đâu có muốn nghỉ lắm đâu. em vẫn nhớ lắm và em vẫn đang rất là hào hứng, nhưng mà lựa chọn là bây giờ
đi làm tiếp một cái tháng vừa rồi. Và mình mang cái sức khỏe không tốt, mình mang cái thần thái không tốt, mình mang cái sự đau của mình đến với công chúng, đến với ekip của mình. Tại vì cái đau mình không diễn được, em không thể nào diễn lại không đau được, nó đau. Thì mình chọn cái nào? Hay là mình bị thương thì mình lùi về, mình chữa cái vết thương của mình. Khi nào mình mạnh thì mình chiến đấu tiếp. Thì cái thời điểm đó, thời điểm vừa qua, thì em nghĩ là em đã lựa chọn khôn ngoan. Nghĩa là mình đau, mình bị thương thì mình về mình chữa lành. Khi nào mình khỏe thì mình tiếp tục, chứ không phải là mình trốn chạy. Thì có những cái thời điểm khác, có thể có những người khác họ dừng lại vì gia đình. Mình sẽ bảo là, có những người bảo là đang đến thời tự nhiên. Đang đến thời tự nhiên là cái câu mà rất nhiều người nói, nhưng mình đâu có hiểu cái bên trong của họ là cái điều gì nó lớn lao hơn. Mình thấy là đến thời, nhưng mình đâu biết là họ phải trải qua những cái gì. Cũng có một cái câu mà hay là những cái người mà thành công ở trong công việc thì thường là họ cũng đau, cũng rất là dễ thất bại ở trong việc gia đình, ở trong việc chăm sóc bản thân mình. Tại vì mình không thể nào bắt cả hai tay, mình đã dồn hết vào một cái thứ này thì thứ còn lại nó sẽ bớt đi. Thì có rất là nhiều người họ thành công ở trong công việc và họ cảm thấy là họ đang không có thời gian chăm sóc gia đình họ. Mình thì thấy là đang thời mình phải theo thời chứ, mình phải nắm bắt. Nhưng mà đối với họ thì gia đình mới là cái thứ quan trọng nhất. Đấy là lý do mà bây giờ mọi thứ trên mạng ấy. Em nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng tỉnh táo, các bạn trẻ cũng đọc nhiều, xem nhiều, các bạn biết là mình biết thế thôi. Không nên bình luận nhiều quá vào cuộc đời người khác. Nên là bây giờ ai bảo em là ê, vụ này đọc chưa? Bảo ok thế à? Thế ra thế thôi. Không nên thêm ý kiến làm gì. Tại vì thật ra cái việc thêm ý kiến làm cho mình mệt đầu tiên. Chứ có ai quan tâm lắm đâu. Đúng không? Nhờ? Đó thì nếu mà chị Thùy Minh mà muốn nghỉ thì đi một tháng. Thực ra là cũng ngay cái trước cái thời điểm Ngọc Châu là thì mình đi đi Pháp một tháng để viết một cuốn sách, có những cái dự án mà mình phải dành cho bản thân mình. Nhắc đến cái việc này, thực ra cũng có một cái câu chuyện mà cả Châu và thì mình và một số các bạn nữ nữa mình ngồi nói chuyện xem là đúng với cái câu chuyện là liệu mình có làm được nhiều việc hơn không. Rõ ràng mình muốn hơn, mình vừa muốn có một sự nghiệp thành công, mình vừa muốn có một gia đình hạnh phúc, mình cũng vừa muốn là bản thân mình là một cái bản thể tốt nhất của mình nữa. Thì liệu thế có phải tham lam không? Hay là nói như những cái giá trị cũ là mình có phải hy sinh hay không? Thì chính vào cái lúc này thì mình nhớ, lúc Châu cũng đang vừa chia sẻ, nhớ đến cái nguyên lý mà chị nhắc đến nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần mà nghĩ đến nó thì lại cảm giác như nó là một giải pháp. Có một cái nguyên lý bốn lò lửa. Đúng không? Đúng. Mình phải có hết, mình phải có bạn bè, có gia đình, có sự nghiệp, công việc, có bản thân, bốn cái lò. Nhưng mà tất nhiên cái nguyên lý là không bao giờ được bật quá hai cái lò lên, bởi vì không thể nào bật được bốn cái. Nên là nếu bạn chọn công việc thì bạn có thể chọn thêm một cái lò lửa nữa là bản thân, hoặc là gia đình, hoặc là bạn bè của mình. Còn nếu mà đã tắt cái công việc đi thì chọn bản thân, chọn gia đình. Tức là tùy cái sự lựa chọn của mình được quyền tắt, được quyền bật. Đấy cũng là một lựa chọn của mình, đúng không? Mình không bị ai nói rằng là không, đã thành công như này thì sẽ thất bại cái này. Hoặc là nếu mà tập trung vào yêu đương, chăm sóc gia đình thì thôi, quên sự nghiệp đi. Cái đấy chị thấy là ở cái thế giới quá nhị nguyên, đúng không? Chính xác. Và có một cái nữa, tại ngày xưa em cũng làm một cái podcast nói về bốn lò lửa. Nhưng vào cái thời điểm đó, khi mà em làm cái podcast đấy, khi em chọn hai cái lò lửa, và thật lòng trong lòng em ấy, là em phải cảm thấy là mình mất hai cái lò lửa kia, là mình cảm thấy mình mất đi hai cái lò lửa kia. Còn cái thời điểm này em lại không cảm thấy mình mất cái lò lửa nào cả. Vậy nên sau một cái thời gian thì em nghĩ là cái lò lửa đấy là trong mắt mọi người thôi. Cái bốn lò lửa đấy là trong mắt mọi người thôi, là mọi người đang thấy mình bật cái nào. Còn thật ra trong cái tâm lý của mình, trong cá nhân mình có thể điều chỉnh được cái bốn lò lửa đấy để mình cảm thấy đủ và mãn nguyện. Ví dụ như là vào cái thời điểm mà khoảng tầm, nếu như mà em bảo là em bật lò lửa công việc
với gia đình đi. Nếu mà em gặp không đúng người, em gặp cái người người ta không thể thông cảm với cái công việc của mình, người ta không thể đồng hành với mình, thì mình cảm thấy là ồ, vì mình bật công việc cho nên mình mất đi tình yêu. Nhưng mà nếu mà mình gặp được người, người ta hiểu công việc của mình và người ta bảo là ok em cứ làm đi, chỉ cần thế này thôi chứ mình không cần phải hơn, mình không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nhau, thì tự nhiên trong đầu mình thấy là à, cái lò lửa tình yêu nó vẫn đang tròn đầy. Thì đến bây giờ bây giờ thì em thấy là em đang có 4 lò lửa. Nó là một cái thứ thay đổi. Thật ra em cũng đang không biết tại sao. Thật ra là không biết tại sao là mình lại thay đổi như vậy, và cái điều gì làm cho mình thay đổi. Nhưng mà phải chăng có thể là do cái suy nghĩ của mình. Vì nếu như mình nghĩ là công việc mình đang không tốt, thì mình đang cảm thấy là mình tắt cái lò lửa của mình đi. Còn đến bây giờ em đang cho rằng cái công việc đó là một phần của đời sống. Và thật ra là mình chả tắt và chả bật gì cả. Nó đang là một cái quy trình bình thường, lúc lên lúc xuống, lúc phải dừng lại, lúc phải chậm lại để học cái khác, lúc thì học đủ rồi nó lại bùng lên. Mình không có bắt bật hay là mình tắt nó đi. Thì đây là cái chưa biết giải thích sao không, làm cho chị nó. Chị hiểu, chị hiểu. Dạ. Đúng, nó thực ra chị đang nghĩ đến là mọi người cứ quen là bật nó phải bùng lên, chứ còn thực ra mình bật liu riu. Ừ, hay bật bật 4 cái liu riu thôi thì vẫn đủ ga slow mà. Slow cook. Rồi nhắc đến cái, thực ra cái lúc mà Châu chia sẻ về cái cốc cà phê sữa đá được pha buổi sáng là mình đã biết là không phải tự pha đúng không? Tất nhiên rồi. Ngày xưa khi mà em tự pha thì em hay pha cà phê đen thôi. Sau đó thì bắt đầu mới được sự ngọt ngào vào cà phê sữa đá. Bây giờ đang thế nào? Và em có nghĩ đến một lúc á, bây giờ em đã là một cái phiên bản, chị nghĩ là nhìn chị cũng rất là may là mình đã không phỏng vấn trước đấy. Đúng, em nghĩ thế. Rất là nhiều lần, tại vì trong cái ngành này đúng không, thì có vài cái tên chói sáng mình biết là ok, mình sẽ phải phỏng vấn họ cho cả show của mình nữa. Nhưng mà nó cũng làm phải đến một cái duyên gặp nhau ngoài đời trước rồi. Có khi, và thì mình thực ra cũng đã đợi một tháng qua. Ở cái thời điểm này em ở cái trạng thái là vừa nghỉ xong này, cũng đã chăm sóc cho bản thân, cho sức khỏe này. Chuyện tình cảm thì các bạn có thể xem một show khác để để nắm rõ này. Đôi khi cái chuyện tình cảm nó là cái sự phản chiếu mà đúng không? Yeah. Mình phản chiếu trong người kia thì đấy, cái người còn lại sẽ chia sẻ rất nhiều chuyện tình yêu lên cả một cái series. Và đến mức mà thì mình cảm giác như mình biết hết cái trong nhà cái này, mình sao biết mà hết chị luôn. Biết hết rồi. Chị mà biết từ một phía thôi. Bây giờ em nói phía còn lại nào. thôi, nhưng mà chị biết là mọi người đang hạnh phúc. Yeah. Và đôi khi là cái đấy nó quan trọng hơn tất cả những cái chi tiết mà mình phải lôi ra và nói. Yeah. Em còn cái gì ở cái tuổi này mà em vẫn mong muốn và khao khát được làm không? Em đã nhắc đến một cái cột mốc mà lần đầu tiên em xuất hiện với tư cách là đại diện Việt Nam ra nước ngoài, ngồi cạnh với những người mà mình chưa từng nghĩ đến việc gặp họ. Nhưng bây giờ thì ở cái thời điểm năm ngoái chẳng hạn, trong 2 tuần em chạy 20 các cái sự kiện khác nhau. Cái chị có cảm giác thôi nhá, là nếu mà trong cái mật độ như thế, em còn cái sự run rẩy khi mà tôi đại diện Việt Nam nữa không? Tại vì nó đã là một cái thói quen, nó là một cái việc mình đã đạt được rồi ấy. Đấy, thứ nhất là câu hỏi thứ nhất là em, cái cảm xúc của em khi mà ở cái vị trí đấy nó còn như thế không, hay là em đã có những cái mục tiêu mới và em biết là em sẽ đạt những mục tiêu mới? Thật ra là cái cảm giác của em khi em làm bất cứ một cái gì, em vẫn nói mọi người là như mới. Như ngày hôm qua em cũng có một cái bài gọi là diễn giả. Ai cũng nghĩ là chắc là em đã làm nhiều rồi, là em sẽ quen, là không có lo sợ gì hết. Thật ra em đã chuẩn bị cho nó khoảng tầm 3 ngày. Mà là không phải là chuẩn bị là kiểu mở ra chuẩn bị, mà là bất cứ làm cái gì là trong đầu em cũng là những cái đó. Nhai đi nhai lại, nhai đi lại, xong xem là còn cái ý gì hay không. Thì bất cứ một cái gì em làm nó đều như mới. Em vẫn cảm thấy cần chuẩn bị nó nhiều như vậy, cần cố gắng như vậy như lúc đầu tiên. Chưa bao giờ em cảm thấy mình phải cố gắng ít đi. Đấy là một cái bài
diễn giả một cái bài nói mà đôi khi là những cái nói đấy em cũng nói nhiều rồi mà em còn như vậy. Thật ra là một đại diện và rất là nhiều người mong chờ. Cái cảm giác em nghĩ là nó càng ngày nó càng nhiều hơn chứ. Mình làm được rồi mà thì khán giả mong nhiều hơn, khán giả mong cái mới hơn. Châu làm được gì khác không? Em nghĩ là khán giả mong thế là có chuyện bình thường. Không ai mong một cái thứ mà nhìn lại nhiều rồi. Và mình hiểu cái tâm lý đó và mình cũng nghĩ là ok, mình có làm gì được mới không? Thì cái làm mới, cái gì làm được gì mới, chắc là chị cũng hiểu rõ hơn ai hết. Có phải lúc nào mình cũng biết là mình làm được gì mới đâu. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Cái ý tưởng mà. Đâu phải tự nhiên tôi ngồi đây tôi nghĩ thì tự nhiên nó bục ra. Có những cái ngày đúng là tự nhiên sáng mở mắt dậy bụp em nhắn tin này, là kiểu em nhắn tin cho team em ấy là đây nhá, có ý tưởng à nhá, làm nhá, pa. Nhưng có cả tuần là đầu em nó trống rỗng, nó không nghĩ em cái gì. Thì nó là như vậy. Cho nên là cảm xúc luôn tràn đầy và cái sự nghiêm túc của mình hay là cái sự hơi run rẩy của mình để mình chuẩn bị tốt nó vẫn còn như ngày đầu tiên. Chỉ là bây giờ mình biết là mình có rất là nhiều cộng sự bên cạnh mình, thắng cùng thắng. Mà nếu chưa thắng thì cùng tiến bộ, thì mình cảm thấy là mình không cô đơn. Thì đấy là cảm giác mà em thấy là nên có trong team của mình. Khi em nói đến tại chữ thắng ấy, làm thế nào để mình biết, tất nhiên là nó sẽ là nó như một cái creative process, một cái quá trình mà mình làm việc sáng tạo, là mình sẽ nghiên cứu cái layout hay cái trang phục của mình khi bước ra. Cái gì cho em biết là khi em bước ra là thắng đấy? Em chỉ cần em bước ra là em biết mình thắng hay không. Em luôn có cảm giác đấy và luôn đúng. Chỉ cần hôm nay em bước vào em bảo là ê, ta cảm giác cái tóc là chắc chắn hôm đấy là thua rồi đấy. Là tự nhiên là em sẽ biết, là em sẽ biết là có một cái gì đấy làm cho em đang không tự tin. Tại vì đấy, cái cảm giác là cái cảm giác của mình là mình bước vào đây mình có tự tin không, mình còn một cái gì đang vương vấn không, nó đang vương vấn ở đầu mình, đang cố đẩy nó ra hay không, là mình biết. Còn những cái hôm nay em biết là không còn một cái gì vương vấn cả vì mình đã chuẩn bị kỹ hết rồi, mình bước ra một cái là em sẽ biết. Thế không có trường hợp là lúc mà lên layout và làm các thứ đứng trước gương cảm thấy rất ổn nhưng mà ra thì không à? Đấy chính là nó đó. Có nghĩa là đấy là cái cảm giác mà em bảo là ôi đi ra rồi rất nhiều lần, là em nhìn trước gương rồi này, chụp lại này, xem lại từng góc này nọ này, xong bắt đầu chạy ra và ánh sáng nó khác. Ô, tưởng cái áo này màu trắng hóa ra là màu lại hơi ngà ngà, sao đi với quần này không được rồi, là bắt đầu bước ra nắng một cái chẳng hạn. Thì có rất là nhiều lần bọn em đã gặp phải trường hợp như thế và dần dần rút kinh nghiệm thôi. Tại vì có một số những cái nó rất là nhạy cảm, ví dụ là màu trắng này đi màu trắng kia là nó sẽ chọi nhau. Mọi thứ đều hoàn hảo mà chỉ cần có một tí như thế thôi là đã khác rồi. Hay là cái tóc đang là màu vàng bạch kim, đi ra nắng một cái vàng khè. Thì ví dụ như thế. Thì khi mà có nhiều lần bọn em đi ra lại sẽ biết. Hoặc là cái đôi giày này đứng ở nhà không sao, vừa đi ba bước chạy đến show một cái là chân em nó khựu xuống một phát, là em biết là chứ rồi cái posing của mình sắp tới đây sẽ không được thoải mái lắm. Và cũng có một số những trường hợp là bọn em đã check rồi nhưng không còn đủ thời gian thay đổi nữa, thì phải chịu là chơi tới thôi. Còn tất nhiên là ai cũng cái phần trăm lớn là đến cái thời điểm này thì không còn cái việc là đi ra ngoài mới bị là mình cảm giác. Nhưng mà ở nhà khi mà em chụp lên là biết là wow, cái tóc này không được rồi, nhưng mà đã xịt keo cứng ngắc rồi. Và ekip đứng đó chị và tất cả mọi người đã mất mấy tiếng để làm xong cái layout này, em sẽ kiểu ok bây giờ làm cái gì mà đủ trong 15 phút để đi chạy show. Và có rất là nhiều lần mình sẽ phải ok thôi, chấp nhận đi, nhưng mà cái cảm giác của em sẽ biết. Trong cái ngành thời trang nhá, thì mình biết là khi một fashionista bước ra trong một cái tuần lễ thời trang, hay là có những cái trường hợp như một cái người mẫu Việt bước trên sàn catwalk của những cái thương hiệu nổi tiếng, thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong thúc đẩy cả một cái ngành công nghiệp. Nhưng có bao giờ em ước là em ở một cái phần khác của cái ngành công nghiệp này không? Thay vì việc là mình luôn là phải là bộ mặt, mình luôn phải có những cái giây phút nó tỏa sáng. Với Việt Nam thì gần đây chị cảm giác như cái tên Việt Nam trong rất là nhiều ngành nó bắt đầu nó được cái vị thế nó được nâng lên. Từ chuyện phim ảnh này,
ẩm thực thì là luôn là một cái thế mạnh này, nhưng mà đấy, thời trang và những cái gương, những cái nhà, kể cả nhà thiết kế này hay những cái thương hiệu này, và cái việc của chỉ có vài người bước ra và lấy được cái sự tập trung của truyền thông quốc tế chẳng hạn. Thì nhưng đấy, chị không biết là trong lúc em đóng một cái vai trò đấy, có bao giờ em hơi ước là tôi đóng một vai trò khác không, hay là em muốn làm cái phần của em thôi? Em chưa bao giờ. Thích lắm. Thế nên là mọi người bảo em hợp vào thế á. Là em rất là thích. Và em thích cái cảm giác đấy của em. Là mình làm một cái việc mà mình không phải ước làm cái việc khác. Và đấy chính là cái cảm giác để em biết đây là cái thứ dành cho mình. Vì mình không có ước, mình không có ước là ô tôi phải đứng sau hay tôi gì hết. Mà em vẫn thấy thích. Và em chỉ biết là sẽ có lúc mình không còn đứng đây nữa và mình làm tốt. Em biết cái cảm giác đấy. Vì không thể nào mà làm được mãi. Đấy là cái việc bình thường thôi. Thì em chỉ là ok, làm tốt có cái khoảnh khắc này. Mình đang rất là yêu cái khoảnh khắc này. Và đấy vẫn luôn luôn là cái cảm xúc mà em muốn giữ nó mãi. Đó là mình làm một việc mình hoàn toàn thích nó và mình không mong ước cái khác. Chị thấy ở cái thời điểm của năm ngoái có một cái, có một cái giải thưởng mà thực ra chị cũng không, ở Việt Nam mình rất là khó có cái giải, maybe là gần đây có những cái bảng xếp hạng, nhưng mà có một cái giải thưởng là em đạt giá trị về truyền thông. Thì lúc đó em ekip của em có biết về cái đo đạc này của truyền thông quốc tế không? Thật ra thì có biết. Có biết nhưng mà không bao giờ nghĩ là mình sẽ. Tại vì các bạn quốc tế, các bạn nghĩ thứ nhất là ví dụ vào những cái nước mà lớn hơn đi, hay là Pháp, Mỹ, rồi là các bạn ở nước Trung Quốc hay là Hàn, Nhật, thì cái lượng tương tác á, lúc nào cũng rất là lớn. Cho nên là khi mà đo lường thì khó mà mình có thể đo được. Cho nên là mình chỉ là cố gắng, mình biết là có cái đấy nhưng mình không bao giờ mình nghĩ ở trong đó cả. Và mình cố gắng là ví dụ như là em thì sẽ, ví dụ bình thường đi, ở trong một cái show thì các bạn ở các nước á, thì post khoảng tầm một post chẳng hạn, nhưng mà vì cả team em làm rất nhiều content á, thế bọn em post nhiều, bọn em post nhiều hơn thì khi mà cộng cái giá trị truyền thông vào thì nó sẽ lớn. Đó thì là cái số lượng post của mình khá là nhiều và dày đặc, chứ còn đọ về từng post thì không thể nào bằng được. Đó, và em cũng nói với cả các bạn fan của mình ấy là ê, biết là mọi người ngại bấm một cái nút like nhưng mà bấm hộ cả. Tại vì thật ra là từng cái bấm like đấy nó là support cho đại diện mình có được trong những cái danh sách như vậy. Các hãng nói gì thì nói, họ cũng cần số, họ cũng sẽ nhìn vào đó và họ sẽ có những đặc quyền cho đại diện Việt Nam. Nên là thật ra là nếu mà nói về cái tình cảm thì mình không thể nào mà đọ ở trên cái like hay là comment được, nhưng mà vào những cái lúc mà mình đi như vậy ạ, nó cũng là một cái, đối với em nó là hơi là một cái trận chiến với các nước khác nữa. Đó, để mình xem là mình có được đồ không, mình có được cái quần áo rồi là cái đãi ngộ đó. Và ngành thời trang Việt Nam mình vẫn còn, phải nói là còn đang phát triển, chưa thể nào mà bằng các nước phát triển lâu năm rồi. Cho nên đại diện Việt Nam mình thì tất nhiên là sẽ có một cái phần nào đó, đúng không, một phần nào đó mình sẽ cần khán giả hỗ trợ mình hơn. Thực sự là mình cần hỗ trợ để mình được tự tin hơn. Nhắc cho khán giả, những người có thể chưa biết, thì ví dụ như là cái có một cái định giá về giá trị truyền thông, và Châu trong cái sự kiện của năm ngoái thì được định giá là 1.8 triệu đô, là 43 phẩy mấy tỷ đồng ấy. Thì thực ra là đúng là như Châu nói, là mình đang sống ở một cái thời đại số và e-commerce, tất cả các thứ đều drive bằng những cái nền tảng online. Cho nên là khi mà đo đạc thì nó thành một kiểu giá trị, cũng như Châu nói là không phải chỉ một cái, nhiều khi mình vui thì mình like, nhiều khi mình cũng thấy người này rất là hay nhưng mà mình cũng chẳng có nhu cầu bấm like chẳng hạn, nhưng mà tất cả những cái điều đấy thì nó dịch chuyển ra thành một giá trị. Đôi khi cái giá trị đấy quyết định thay đổi thị trường rất là nhiều. Chị không hiểu là có một cái cơ duyên gì đó, nhưng mà khi em mới xuất hiện thì chị đã scroll đến những cái post đầu tiên trên Instagram của em, và thấy em hình như còn thần tượng Thanh Hằng hay cái gì đấy, đúng không? Có phải thời đầu tiên không? Em có... Chắc chắn rồi. em không còn nhớ, nhưng mà chắc là chị nhớ là những cái đầu tiên, thì không biết là bây giờ em đã tẩu tán những cái đấy chưa, nhưng mà ý là hồi đầu là em còn có hình em mặc đồng phục này, hồi cấp 3 này đấy, thì
từ cái chặng đường đấy bây giờ cái tổng follow của em là bao nhiêu rồi? Hình như là tổng trên tất cả các nền tảng, thì em nhớ là tại vì hôm qua em có làm một cái bài diễn giả thì là có cái tổng trên tất cả các nền tảng là 9 triệu followers. 9 triệu. Đấy thì 9... từ cái lúc đó cho đến bây giờ em có bao giờ hình dung được cái con đường mình đi với một người mà hay trò chuyện với bản thân như em? Và khi ở cái thời điểm này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Nói thì mọi người sẽ không sợ, mọi người không tin ấy. Nhưng mà thật sự lại không bao giờ em hình dung. Nghĩa là em không bao giờ mục tiêu của tôi là tôi phải trở thành cái này, phải thành cái kia. Một phần là vì bố em dạy em. Bố em không có thích em làm những cái như thế. Đối với em đấy là đối với bố em, nó là cái những cái thứ mà chạy theo cái thứ bên ngoài. Mà chỉ là mình làm được cái gì tốt hơn trong cái việc này, trong ngày hôm nay, trong cái việc chăm sóc bản thân mình, trong cái mối quan hệ này, trong việc trồng cây, trong tình yêu ước, tất cả mọi cái thứ đó, thì nó là những cái câu hỏi nhỏ trong ngày của em. Và nó vô tình đưa em đến ngày hôm nay. Nói thì phải là cái gì mà vô tình, đúng không? Nhưng mà thật sự là bên trong lòng em là em làm cách đó, là mình cố gắng rất là nhỏ và từng ngày. Mình nghe thì mình có thể là chưa tin, nhưng mà em nghiệm đi nghiệm lại, em thử đi thử lại nhiều cách thì nó đúng là cách tốt nhất. Và nó không chỉ là đưa mình được đến cái thứ mà mình không lường trước được, mà nó còn xây dựng được bên trong mình một cái sự rất là mạnh mẽ. Tại vì mình, cái mục tiêu của tôi là tôi phải sống đẹp hơn, khỏe hơn, giỏi hơn mà. Chứ không phải là mục tiêu của tôi là tôi thắng cái này, tôi thắng cái kia. Và trong cái quá trình đấy tôi chả có được một cái gì cả. Tôi không có rút ra được cái gì cho bản thân, hay tôi không có cảm nhận được một cái điều gì. Thì sau một thời gian em vẫn quyết là giữ cái suy nghĩ đấy của mình. Mình có thể đặt ra mục tiêu, nhưng mà cái sâu bên trong của mình theo là gì thì nó chỉ cần mình biết là được rồi. Chị thì nghĩ là em đã rất là thành công bởi vì em rất là yêu những cái công việc của em. Nếu bây giờ chị cũng nhận được cái đấy luôn, em hỏi cái gì là em... Em có trợn mắt không chị? Có trợn. Thế nhìn lại thì thứ khó nhất đã là gì trong cái hành trình này? Chị biết hành trình của em còn rất là dài, nhưng ở cái thời điểm này khi trò chuyện, em nghĩ là vẫn là cái sự công nhận của mọi người. Bây giờ nếu mà chị xem ở trên mạng xã hội thì chị vẫn sẽ thấy rất là nhiều những cái comment là em được ngày hôm nay không phải do em, mà do người này, do người khác. Và thật lòng là em sẽ cảm thấy là thì đương nhiên rồi, mình đâu thể nào mà thành công một mình được. Và em đang cảm thấy là ủa sao mọi, có nghĩa là mọi người đang nói một thứ mà đương nhiên nó phải xảy ra đó. Nhưng mà nghĩ sâu lại thì à, một phần là mọi người cũng là cái sự công nhận nữa. Còn lúc đầu tiên chỉ nghĩ là ơ thì đương nhiên rồi. Tại vì trong cái quá trình mà mình phát triển, đúng không, mình gặp ai, bất kể ai trên cái quá trình mà em phát triển đều đã ảnh hưởng đến và giúp em có ngày hôm nay. Nếu mà nói là ai giúp em được ngày hôm nay, không thể nào mà không kể đến bố em, mẹ em, không thể nào mà tất cả người yêu cũ của em, tất cả team của em, tất cả khách hàng của em, tất cả những người em gặp, bạn bè em, những người mà đã mắng chửi em rất nhiều lần đều đã giúp em có ngày hôm nay. Và em chưa bao giờ nghĩ là một mình có thể làm được. Và em nghĩ là đấy là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là ồ, hình như là có nghĩa là mọi người nói thế, có nghĩa là mọi người không công nhận mình. Xong rồi nó lại về cái trạng thái là ồ, được công nhận, xong rồi lại không được công nhận. Thì một cái người mà luôn muốn cống hiến và luôn muốn được tạo giá trị mà người ta nói là không có giá trị gì, nó là không bị ảnh hưởng thì không thể. Tủi thân đúng không? Tủi thân, tủi thân. Nhưng mà người ta nói đúng cơ. Người ta nói cũng đúng, tại vì đúng là những cái người ta nhắc đến là một phần trong cái quá trình em phát triển lên. Không thể nào mà phủ nhận được, em không bao giờ muốn phủ nhận và em luôn luôn biết ơn. Em rất biết ơn những người mà đi qua em. Nhưng một phần nào đó mình vẫn cảm thấy tủi thân. Mình vẫn cảm thấy là ồ, hóa ra mình cố gắng chưa đủ. Mình vẫn bị nghi ngờ. Và cái cảm giác đấy nó chỉ biến mất trong một tháng vừa qua. Em nói là một tháng vừa qua nó kỳ diệu với em, dã man ấy. Nó rất là kỳ diệu với em. Em đã nghĩ là có những cái thứ rất đơn giản mà mình không bao giờ mình nghĩ đến. Ví dụ như trên mạng xã hội, rõ ràng là một cái xã hội có rất là nhiều ý kiến.
mình không bao giờ được phép mong là mọi người đều công nhận mình và mọi người đều nói tốt về mình được. Và chắc chắn là nếu mà không phải cái điều này thì là điều khác người ta nói. Nếu mà mình hiểu được cái điều đó thì mình đầu tiên là mình đỡ cảm thấy tủi thân đã. Điều thứ hai là mình làm được cái gì đâu cần thiết tất cả mọi người phải hiểu. Chẳng phải là em đang đòi hỏi một cái thứ mà không thể người khác có thể hiểu được hết. Làm sao mọi người có thể ở cạnh em 24 giờ để biết là cái việc này em làm được là do bao nhiêu người tạo ra. Và một cái điều nữa là tất cả những cái gì vào cái thời điểm trước cũng là do em đã luôn luôn show những cái gì mà em muốn cho mọi người thấy. Em show những cái hình ảnh mà để mọi người thấy về cặp đôi rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái nhận định nó sẽ đi theo đúng những cái gì mà em đã mang đến. Và mình quay lại là ồ, do mình. Rất nhẹ nhõm. Và mình có hối hận không? Không. Mình phải thấy cảm ơn mình, cảm ơn bên trong mình vì từng cái thời điểm đã sống hết mình. Mình khoe những cái gì mình cảm thấy đẹp nhất, mình thích nhất. Rồi sau đó mọi người nghĩ ra sao thì đấy là những cái mình cũng phải nhận được. Và một tháng vừa qua là ok, done. Nó nên xảy ra như vậy. Và cái quan trọng nhất là em không phải không cần mà là mình bắt đầu không bị cảm thấy tự ái chỉ vì một bộ phận mọi người nói hay là không công nhận mình nữa. Và mình bắt đầu mình biết là ok. Yeah. Chị nghe Châu nói chuyện thì đúng là đây mới là lần thứ ba trò chuyện sâu. Nhưng mà chị cũng nghĩ là đôi khi thấy thương những cô gái như em rất là mạnh mẽ, tài giỏi. Nhưng mà có lẽ là một cái quãng đường em đi để cũng chịu một cái áp lực là được công nhận từ người khác. Bây giờ em mới bắt đầu sang cái giai đoạn là tự công nhận bản thân. Chị cũng phải học cái bài học này rất là nhiều. Yeah. Và chị cũng mừng bởi vì là em nhận ra cái bài học này nó vào lúc vẫn còn trẻ. Ở chị cũng thấy là dù mình đã gồng gánh bao nhiêu nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra là mình phải tự công nhận mình trước, mình tin mình trước. Đúng. Mọi thứ sẽ lại rất là trôi chảy theo mình. Đúng. Nên thôi, lại chúc mừng một lần nữa. Đấy, nhưng mà có một cái điểm mà em cứ bảo em cứ đấy, đấy là một cái điểm mà bạn bè em cứ nói em là gặp em một cái là thấy chưa. Mọi người rất hay bảo thấy chưa, tại vì đây là những cái thứ mà mọi người đã nói với em rồi. Tại sao mà không làm từ trước đi? Em bảo là không. Đấy, em tự nghĩ trong bản thân em là không. Không cái gì tốt bằng là mình tự đi bằng đôi chân của mình, mà mình tự trải nghiệm, mình tự ngã và mình tự đứng dậy. Và cái lúc mà mình đang cảm thấy mạnh nhất, ai nói gì mình kiểu đúng không? Mình có lý do để mình làm mà. Và đến cái tháng vừa rồi khi mà em hoàn toàn là em tự nhận là mình hơi ngã một tí, mệt quá, em mới nhận ra được nhiều điều như thế. Phải quá thì mới biết là đủ thế nào. Còn đang sung sướng thì làm sao bảo là ô đang đủ, mình vẫn cảm thấy là mình còn sức để mình làm, mình còn giá trị để mình cống hiến. Làm sao mình biết là đủ? Chỉ khi nào mình quá một tí thì bắt đầu mình nghĩ lại là thế nào là đủ, bắt đầu mới trân trọng. Nên là vẫn tự tin. Em sẽ bảo với bạn đây là thấy chưa? Phải quá thì mới thấy đủ. Bình thường ở nhà em hay đọc sách gì? Theo chị ngày đợt trước thì em sẽ là kiểu đọc sách theo giai đoạn. Ví dụ như là em đang cảm thấy em thiếu cái gì và em muốn cái gì thì em sẽ đọc. Chứ còn em sẽ không kiểu tự nhiên mở một cuốn sách. Và những cái giai đoạn mà em thấy thiếu kỹ năng sống quá hay là thiếu cách làm việc quá thì em đọc mấy sách để nâng cao kỹ năng làm việc. Hay là vào những năm mà thấy tâm trạng không ổn thì đọc thấy Thích Nhất Hạnh, thấy Minh Niệm. Thời gian này thì em đọc tiểu thuyết, em đọc rừng Naui. Tại vì em muốn mình mềm mại hơn một xíu. Em muốn mình mềm mại hơn một xíu, muốn thả hết, không cần thêm skill gì, không cần thêm kiến thức quá là chuyên sâu về một cái vấn đề gì cả, mà chỉ là đọc một cái cuộc đời khác và mình thả lỏng ở trong đó thôi. Thế ngày mai nhá, ngày mai chính là ngày Chủ nhật đấy. Hôm nay chúng tôi quay hình vào buổi sáng thứ bảy, ngoài trời mát mẻ. Ngày mai nếu em phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, em mang một cuốn sách đi thôi. Thì đấy là cuốn gì?
Cười gì? Sao chị không hỏi em lại mang Từ hai? từ. Bao giờ sách của chị xong? Cái gì? Bao Mang giờ theo sách một cuốn sách. bao giờ sách của chị xong? À. Chị không khuyên dùng mang cuốn này đây, chị xong rồi. Mang cuốn sách nào à? Có cuốn sách nào mà kiểu dạy bơi không? Đấy. Kiểu dạy những kỹ năng kiểu bơi này xong rồi Bắt kiểu bắt cá các cá thứ thì em nghĩ là em sẽ cần, tại vì hả? hiện tại là đang không có cái kỹ năng đó. Ừ. Thì đấy là cái duy nhất thôi, có nghĩa Ừ. là em vẫn nghĩ là sinh tồn. Ừ, thực tế Phải sinh nhở. tồn đã. Thực tế. Không, tại vì em không biết Ừ. bơi. Em sẽ hơi sợ. Mình đã đại diện lên hoang đảo rồi, Đại mình diện. phải làm tròn nhiệm vụ chứ, mình lại còn teo mất thì gì. Chị không chắc là lên hoang đảo người ta cần em đại diện. Rồi, thế thì cũng lên hoang đảo nhá. Mỗi khách mời chỉ được hỏi Từ một từ. hang Ok chị. đại. Em sẽ chọn ai để lên hoang đảo cùng giữa hai sự lựa chọn là bố em và người yêu em? Bố ơi, mấy bố có xem này không nhỉ? Mấy bố có xem không? Con xin lỗi bố. Bố... em nói thật, chắc chắn là bố em mong em mang người yêu em đi. Ừ. Thứ nhất là bố em có tuổi rồi, bố Ừ. em luôn luôn nhắc đến cái chuyện đấy. Và cái gì bố em cũng nói là bố em cái gì có thể dạy là dạy hết rồi. Xong rồi bây giờ là thả. Ừ. Duy trì nòi giống. Ừ. Và đại diện Việt Nam phải duy trì nòi giống chứ, Ừ. đúng không? Thì chắc là Rồi được chọn rồi, cái gì tính mà loại duy trừ à, tính loại trừ duy chứ trì chứ được không ngay nói. từ đầu là em không định chọn người yêu em, nhưng chẳng qua là em phải loại đi một một đối tượng yếu hơn à, đúng Không, người yêu em thì quá hiểu em rồi. không? Biết bơi đâu đúng không? À chết rồi, sợ nước. Hay là em chọn lại. Đùa chứ, em vẫn nghĩ là mình nên duy trì nòi giống. Này, thế đã định lấy chồng sinh con sớm chưa? Em luôn Qua xa luôn nghĩ nhắc. đến cái việc Ừ, đấy, thế em à, không bao ngại nhiêu việc lâu đấy. nữa? Nhưng mà không biết bao lâu thôi. Và em hay tránh tất cả những cái chuyện mà dễ xảy ra xung đột khi mà mình bước sang một cái giai đoạn mới. Học từ những người đi trước. Và ví dụ như là về tài chính, về cách dạy con, rồi về thông kiểu về cái quy định trong nhà nhà cửa chẳng hạn. Tất cả những cái thứ đó là em sẽ phải đảm bảo hết trước khi bước vào một cái giai đoạn mới. Em không có muốn là mình phải học được từ những người đi trước, vì chắc chắn là đến khi mà kể cả mình học rồi, vào cái việc của mình cũng sẽ phải học tiếp. Nên thôi, gọi rút được cái kinh nghiệm nào thì cứ rút. Đấy, thì em phải xong những cái tích của em đã. Thực ra sau khi mà làm xong yêu lành ấy thì chị đấy, chị vẫn có một cái cảm giác là chị hiểu rất rõ tình yêu của Sao chị nói xem nào, chị hiểu như thế của nào? em, nên là chị muốn hỏi một thứ thôi. Em chỉ cần mô tả lại ngày đầu tiên em gặp người yêu em là chị có một cái so sánh ngay lập tức, vì chị đã có một cái bản mô tả rất là đầy đủ ngày đầu tiên từ phía bên kia rồi. Có câu hỏi gì khác không? Ngày đầu tiên gặp á. Anh kể rồi mà đúng không? Bây giờ em kể đi mà. Không, từ phía em nhá, em đúng không? Em bảo chị mới nghe một phía. Từ phía em ngày hôm đấy như thế nào? Ngày hôm đó thì rồi em Ừ. rất là buồn cười, em chỉ thấy rất là buồn cười thôi. Có nghĩa là có một người bạn chung thì Em tả thế ở thơ nhất có thể nhá. thơ à, mà chuyện nó Thôi không em thơ chị ừ. ạ, chuyện nó không thơ một tí nào hết. Thì là có một người bạn chung, xong rồi họ chị này mới đi ra hỏi em là có anh này muốn chào em. Xong rồi em bảo anh nào, xong rồi chị bảo đọc tên em mới nghĩ được. Không phải, tại vì em nghĩ là kiểu sẽ rất là ăn chơi, xong rồi rất là kiểu không không yêu lành. Em sợ yêu dữ, thì khi mà em nghe thế thì em cảm giác là sẽ là yêu dữ. Em bắt đầu em thấy là em hơi suy nghĩ một tí, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng độc thân nên mình bảo là vâng chào, thì cho là tính em thì kiểu ok chào hỏi thì bình thường, mình cũng không cũng cố gắng là không được phép đánh giá ngay những cái gì mà mình từng nghe về người ta. Thì ok, vẫn gặp người ta và chào người ta như là mình chưa hề bao giờ biết. Em chào anh, hello anh quay lại hello em. Xong anh yên lặng, xong cả hai yên lặng.
sao em nghĩ chứ sao lại hello mình xong rồi không nói gì nữa nhở, sao mình cũng thấy ngại ấy, con gái không biết làm gì cả, nên thôi hello em, hello anh, hello em, sao không nói gì hết luôn. Em giận dữ, em buồn, em đi về, em đi về bàn mấy đứa bạn thân em ngồi, em đứng em chơi mấy đứa tiếp, em xem em nghĩ em đầu chứ con trai gì mà tự nhiên hello em xong không nói gì hết làm người ta ngại. Thì ông ấy ngại, em không có biết là anh ngại. Thế xong rồi cái đúng cái chị bạn kia lại tiếp tục ra bảo em lần nữa, anh ấy lại muốn chào em lần thứ hai, xin một lần chào thứ hai. Sao mà là tại sao lại thế? Thằng chị bảo chứ anh ấy ngại, anh ấy xấu hổ đấy. Sao em nghĩ chứ xấu hổ, sao mà xấu hổ được, tại vì em đang nghĩ là một cái người mà có danh sách tình trường rồi là những cái gì mà mình thấy thì là rất là bạo và rất là nghịch ngợm và rất là gì, em không có tin là xấu hổ. Thì lúc đấy thật sự là mình cũng hơi đánh giá quá và lúc đấy còn nhỏ đó. Thế xong rồi khi mà lần thứ hai thì lại tiếp tục chào, xong hỏi một số những câu mà ăn cơm chưa, có hỏi ăn cơm chưa không hay là cái gì, khi nhưng hỏi câu gì, em ở Sài Gòn hả? Dạ vâng. Anh ở Sài Gòn hả? Ừ em. Hết rồi chị. Lần hai đấy đúng lần không? Lần hai đấy cũng hello em, lại hello anh. Đấy xong rồi, hết. Nhưng mà có nghĩa là thật sự là em rất là ấn tượng. Cuộc đời em chưa giờ gặp ai ấn tượng đến như thế luôn. 4 năm trôi qua vẫn chưa rất thực ra đây đúng không? Em rất là ấn tượng. Thứ nhất là em nhìn được cái sự chân thành. Nghĩa là em không có tin là ngại, nhưng mà về sau mới biết là thực sự là rất là chân thành. Và không gì bằng chân thành và tử tế. Nên là tự nhiên chấm điểm mạnh mẽ. Cái câu chuyện này mọi người, thì mình nghe cả hai phía và nghe mấy lần ấy. Như kia phần kia như nào? Đấy em thì phần kia ở trên Yêu Lành miêu tả thơ lắm rồi. Cô ấy bước ngang qua xong rồi mọi thứ mờ đi rồi các thứ đấy. Ồ không là... nha. Trời ơi đúng là thơ. Nên là thì mình cười mồi cho mọi người cười thôi, chứ còn thực ra chuyện này mình biết rất là rõ, nhưng mà lần nào mình nghe lại mình cũng thấy một cái sự dễ thương. Nhà thơ thì sẽ mô tả kiểu nhà thơ, còn Châu Bùi thì mô tả kiểu Châu Bùi đúng không? Và thực ra là tình yêu thì nó cũng giản dị như vậy, không phải là một cái gì đó mà nhưng chúng mà ta... Em vẫn có một câu hỏi là sau khi mà chị nghe về chuyện tình yêu thì chị cảm thấy thế nào về bọn em? Nên chị thấy rất rõ và em rất tò mò là rõ thế nào. Tại vì lúc mà Thùy Minh quay Yêu Lành thì đang ở Đà Lạt, thì mình hơi đổ cho cái không khí của Đà Lạt, nó làm cho mình có một cái sự thư giãn. Thế nhưng mà sau đó thì gặp lại Châu và nghe Châu kể về tình yêu thì nghe nó thô, nhưng mà mọi người biết cái từ cơm chó rồi thì... Và nghe nó cũng xến nữa, nhưng mà đúng là mình cảm thấy cực kỳ kiểu ghen tị. Ghen tị theo ý tốt. Mình cũng luôn ước, và cái này không phải chỉ mình đâu, hôm ấy cả đoàn làm phim, mấy bạn ở đây này. Thực ra trong đời của mình ấy, thành công nhất ấy, sự nghiệp không phải quan trọng đâu. Có một thứ như vậy. Có một cái ánh mắt của một người ở bên cái đống lửa và họ nói với mình như vậy. Thật đó. Em chưa được xem cái tập đấy. Thì từ từ sẽ xem, nhưng mà thì mình nghĩ là cuộc đời này tình yêu là quan trọng nhất. Và có được một tình yêu như thế thì không còn gì quan trọng bằng. Nên là Châu cũng may là gặp Châu ở thời điểm này và hiểu tại sao Châu cảm như thế này, cảm thấy như thế này ở thời điểm này. Đúng. Em ít khi tin vào cái sự may mắn, nhưng em vẫn nói với cả người yêu em ấy, là em may mắn. Anh cũng bảo là không, anh may mắn. Không, em may mắn. Tại vì nó rất là buồn cười. Ví dụ như là từ những cái chuyện nhỏ nhất thôi mà em cảm thấy rất là ấm lòng. Em lúc nào cũng bảo là em là kéo dưới. Anh mà không, anh là kéo dưới. Không, em mới là kéo dưới chứ không, anh là kéo dưới. Có là không một ai muốn mình là kéo trên. Không một ai muốn mình hơn ai. Không một ai muốn mình. Có là lúc nào ai cũng nhận là mình yêu hơn. Ai cũng em bảo em không, em yêu anh hơn. Không, chắc chắn anh yêu em hơn. Thế là lúc nào cái tình yêu nó cũng như vậy. Mọi người, đây là cơm chó đấy mọi người ơi. Bịt tay lại không, chứ ai đang cố đâu bịt tay lại. Em vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Và em hình trong thư em có biết một câu.
Thì em vẫn nghĩ là ông trời đã nghe em một lần. Không, không phải một lần, nhưng mà đây là cái lần duy nhất mà em ước như vậy, và ông trời nghe em, và mình nghĩ là mình rất là trân trọng việc này. Và em vẫn em có một cái sự rất là xúc động nếu như em nhìn thấy bạn em họ không hạnh phúc. Và em luôn nói với họ là họ sẽ phải được hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc mình nên theo đuổi nó. Cái gì mà mình không theo đuổi, có thể công việc, có thể ok, nếu mà chán quá thì thôi ok. Nhưng hạnh phúc mình phải đuổi nó, mình phải có nó. Mình không được chấp nhận là mình sống không hạnh phúc. Thì em luôn luôn nói bạn em thế. Em cũng không có hay kiểu khuyên mọi người, tại vì em nghĩ là cái người nào mà đang vui hay đang tốt trong chuyện tình cảm hay là trong tốt trong công việc thì người ta thường nói là đang vui nói gì chả được. Mình cũng không có muốn, và mình cũng từng cái giai đoạn mình không vui, mọi người nói mình cũng không có muốn nghe nhiều như vậy để cho mình tự trải. Nhưng mà em chỉ nói là phải tin là mình được hạnh phúc, mà mình phải hạnh phúc, vì cái hạnh phúc đấy trong tình yêu nó sẽ đưa mình vượt qua dễ dàng tất cả mọi thứ. Đến bây giờ em sẽ không bao giờ em không được quên nói mỗi ngày em không bao giờ em quên nói là cảm ơn. Mình tin là mình dù mạnh mẽ thế nào, để mình đến được ngày hôm nay, mình vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy, những cái chuyện mà chỉ có mình biết, không một người bạn nào mình biết cả, không thể bố mẹ mình biết được, nhưng mà chắc chắn là tình yêu đã giúp mình mà được qua. Thì thank you. Chắc là anh không xem đâu, nhưng mà không, không cho anh xem đâu, xấu hổ chứ. Nhưng mà anh cũng biết em sẽ về em nói thank you. Tại vì nếu mà không gặp thì hôm nay mẹ cũng không có nhiều cái tâm trạng, nhiều cái cảm xúc để mình nói như vậy. Biết ơn. Em không phải là người đầu tiên khóc trên show này, nhưng em là người khóc nhiều lần nhất trên show này. Thật đó? Ôi Cảm ơn Châu nhá. em Thì mình nghĩ ra. là cái hành trình có thể là lần đầu tiên phỏng vấn, nhưng mà cái hành trình mình đồng hành với nhau sẽ còn nhiều. Em mong là em có thể khóc nhiều hơn. Nếu mà khóc vì hạnh phúc thì mình nên khóc. Hôm nay là khóc vì hạnh phúc rất nhiều lần. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip. Cảm ơn tất cả khán giả.